Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 176. Lĩnh vực băng phong. Trong khoảnh khắc Tuyết Sơn Vương thi triển ra lĩnh vực băng phong này, thời không xung quanh Cổ Sầu dần dần ngưng kết thành băng. Cho dù hai người cách đám người Diệp Huyên vô số thời không, nhưng đám người Diệp Huyên vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Nơi đây, vẻ mặt đám người Diệp Huyên đều vô cùng nghiêm túc. Tuyết Sơn Vương này vừa ra tay đã là lĩnh vực rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Sầu, thiên tài tuyệt thế đến từ ác tộc này có thể chống đỡ được Tuyết Sơn Vương vô địch hay không? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Cổ Sầu chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó khẽ hạ xuống. Quỳnh! Trong nháy mắt, thời không nơi hắn ta đứng trực tiếp sôi trào. Nếu như nói vùng thời không vừa rồi là núi tuyết vạn dặm, như vậy giờ phút này, núi tuyết vạn dặm trực tiếp biến thành núi lửa vạn dặm, hơn nữa, còn là một ngọn núi lửa đang phun trào. Dần dần, lĩnh vực băng phong của Tuyết Sơn Vương tan chảy từng chút một. Nhìn thấy cảnh này, lông mày đám người phàm giản từ từ nhíu lại. Bây giờ sống chết của bọn họ đều buộc trên người Tuyết Sơn Vương, nếu như Tuyết Sơn Vương thua, Cổ Sầu này sẽ không chút do dự giết chết bọn họ, mà khi đối mặt với Cổ Sầu khủng khiếp này, cho dù 10 người bọn họ hợp sức cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì chỉ riêng lĩnh vực thời gian của Cổ Sầu đã không phải thứ mà bọn họ có thể phá giải rồi. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương nơi xa đột nhiên tung ra một nắm đấm. Chỉ là một nắm đấm đơn giản. Quỳnh! Mà nắm đấm đơn giản như vậy, lại trực tiếp đấm vỡ thời không đang sôi trào kia, toàn bộ thời không lập tức yên tĩnh trở lại. Một chiêu phá giải. Tuyết Sơn Vương vô địch nhìn Cổ Sầu, trong mắt vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào. Trên mặt Cổ Sầu vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, rất rõ ràng, hai bên đều chưa nghiêm túc. Bên ngoài, Tuyết Linh Lung bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên trầm giọng nói, người cảm thấy ai sẽ thắng? Diệp Huyên lập tức nói, không biết. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung nhíu mày, sao ngươi lại không biết? Diệp Huyên trợn mắt, ngươi cảm thấy ta lợi hại lắm à? Tuyết Linh Lung thoáng nhìn Diệp Huyên, không nói thêm gì nữa. Trong vùng thời không nơi xa, Cổ Sầu mỉm cười, hắn ta bước lên trước một bước, vừa bước lên, cơ thể của hắn trực tiếp mở đi. Ngay sau đó, thời không xung quanh hắn và Tuyết Sơn Vương cấp tốc qua lại như thoi đưa. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử phàm giản bên cạnh bỗng nhiên co rụt lại, đây là, lĩnh vực thời không sao. Võ Linh Mục nhìn chằm chằm thời không đang qua lại như thoi đưa kia, hắn ta muốn dùng thời không xé nát Tuyết Sơn Vương. Trong vùng thời không đang qua lại như thoi đưa kia, cơ thể Tuyết Sơn Vương bắt đầu rung động kịch liệt, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện. Một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố đang điên cuồng xé rách ông ta. Lĩnh vực thời không. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương đột nhiên bước lên trước một bước vừa lên, thời không đang qua lại như thoi đưa xung quanh ông ta lập tức dừng lại, ngay sau đó, ông ta đột nhiên tung ra một cú đấm. Quỳnh. Giây phút này, vô số thời không qua lại như thoi đưa trực tiếp hóa thành hư vô. Lực phá. Tuyết Sơn Vương nhìn Cổ Sầu cách đó không xa, chỉ có vậy. Chỉ có vậy. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng lại lộ rõ khinh thường không hề che giấu. Bên ngoài, Võ Linh Mục và Phàm Giản đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang theo vẻ khiếp sợ. Bọn họ không ngờ, Tuyết Sơn Vương này lại dễ dàng phá vỡ lĩnh vực thời không của Cổ Sầu như vậy. Quan trọng nhất chính là, bọn họ không nhìn ra chỗ bất phàm trong cú đấm của Tuyết Sơn Vương. Dưới cái nhìn của bọn họ, đó chỉ là một cú đấm đơn giản. Căn bản không ấn chứa bất kỳ sức mạnh nào. Nhưng rõ ràng không phải như vậy. Cổ Sầu đối diện Tuyết Sơn Vương im lặng một lát, sau đó cười nói chân lý sức mạnh. Tuyết Sơn Vương chậm rãi bước về phía Cổ Sầu, còn có gì khiến ta kinh ngạc không? Nếu như không. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên nơi xa, bảo hắn cho ngươi mượn kiếm, ta cảm thấy ngươi cầm thanh kiếm đó sẽ thú vị hơn chút. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Bảo Diệp Huyên cho mượn kiếm, Phàm Giản và Võ Linh Mục đều nhíu chặt mày, điều bọn họ lo lắng nhất là gì? Chính là Diệp Huyên cho Cổ Sầu mượn kiếm, nếu thanh kiếm kia nằm trong tay Cổ Sầu, vậy sẽ kinh khủng cỡ nào? Mà bọn họ không ngờ tới, vậy mà Tuyết Sơn Vương lại chủ động đề nghị Cổ Sầu đi tìm Diệp Huyên mượn kiếm. Tự tin mình vô địch? Hay là, kiêu căng vì vô địch? Diệp Huyên liếc nhìn Tuyết Sơn Vương, không nói lời nào. Nhưng vào lúc này, Cổ Sầu kia đột nhiên cười lớn nói, mượn kiếm. Tuyết Sơn Vương, ngươi cảm thấy ta cần sao?
Ha ha, vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên bước lên trước một bước, ngay sau đó, người hắn ta đã xuất hiện trước mặt Tuyết Sơn Vương, tiếp theo, hắn ta tung ra một cú đấm, nhắm thẳng vào mặt Tuyết Sơn Vương. Tuyết Sơn Vương cũng tung ra một cú đấm. Hai người đấm ra đều rất bình tĩnh, cũng rất đơn giản, xíu xiu dao động sức mạnh cũng không có. Quỳnh! Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hai người đồng thời lùi về phía sau, đồng thời rơi vào trong một vực sâu thời không. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Phàm Giản và Võ Linh Mục đều trở nên khó coi. Chân lý sức mạnh. Cổ sâu này cũng lĩnh ngộ được chân lý của sức mạnh. Trong vực sâu thời không, Tuyết Sơn Vương bước ra một bước, sau một bước này, ông ta trực tiếp ra khỏi vực sâu thời không. Tuyết Sơn Vương nhìn cổ sầu cũng bước ra khỏi vực sâu thời không ở nơi xa, khẽ gật đầu, bây giờ đã hơi thú vị rồi. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên biến mất, mà gần như cùng lúc đó, cổ sầu nơi xa cũng đột nhiên biến mất. Ầm ầm, vùng thời không kia hệt như xảy ra một vụ nổ lớn, trực tiếp nổ tung tóe, vô số thời không sôi trào, sau đó dần dần bị chôn vùi. Mà giờ phút này, mọi người đã không nhìn thấy cổ sầu và Tuyết Sơn Vương. Bởi vì tốc độ của hai người thật sự quá nhanh. Những người của ác tộc ở đây nhìn chằm chằm vùng thời không đang dần biến mất kia. Nếu như cổ sầu thắng, vậy ác tộc sẽ rửa sạch nỗi nhục của vô số vạn năm qua, đồng thời, lần nữa trèo lên đỉnh vùng vũ trụ này. Nhưng nếu cổ sầu thua, như vậy, hôm nay ác tộc sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Xuất hiện rồi lập tức biến mất. Sống chết tồn vong của tất cả mọi người trong ác tộc đều buộc trên người cổ sầu. Giờ phút này trong lòng Diệp Huyên cũng hơi không bình tĩnh, cho dù là cổ sầu hay là Tuyết Sơn Vương, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Lúc này, Tuyết Linh Lung bên cạnh Diệp Huyên lại đột nhiên nói, muội muội kia của ngươi có mạnh bằng bọn họ không? Diệp Huyên nhìn Tuyết Linh Lung, cười nói, vì sao Linh Lung cô nương lại đột nhiên hỏi vậy? Tuyết Linh Lung nhìn vô số thời không sụp đổ nơi xa, khẽ nói, ta chỉ là muốn biết một chút, bởi vì ta cảm thấy, thực lực của cổ sầu và tiên tổ thật sự rất mạnh. Ta thật sự không tưởng tượng nổi trên thế gian này còn có người nào mạnh hơn bọn họ. Diệp Huyên im lặng. Quả thật là vậy, giống như Tuyết Linh Lung nói, nếu hắn không gặp Thanh Nhi, cha và đại ca, hắn cũng không thể tin nổi, thế gian này còn có người mạnh hơn Tuyết Sơn Vương và cổ sầu. Theo như hiện giờ, cổ sầu và Tuyết Sơn Vương này đã là mức độ cao nhất của mệnh chi cảnh rồi. Đáng tiếc, Thanh Nhi là tồn tại ngoài mệnh chi. Tuyết Linh Lung lại nói, cho dù là cổ sầu hay tiên tổ, bọn họ đều là mệnh chi cảnh, ta cũng là mệnh chi cảnh. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu gượng cười, nhìn thấy hai người bọn họ, ta mới biết mình yếu ớt cỡ nào, loại như chúng ta, căn bản không xứng là mệnh chi. Diệp Huyên cười nói, bị đả kích. Tuyết Linh Lung nhìn về phía Diệp Huyên, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ gì sao? Diệp Huyên hơi nghi ngờ, suy nghĩ gì? Tuyết Linh Lung hơi tức giận, nhìn thấy người khác lợi hại như vậy, người không có xíu xiu tự ti và mặc cảm nào sao? Diệp Huyên cảm thấy không tài nào hiểu được, bọn họ lợi hại là chuyện của bọn họ, vì sao ta phải tự ti và mặc cảm? Đầu óc người có vấn đề à? Sắc mặt Tuyết Linh Lung cứng đờ. Diệp Huyên lại nói, người đừng so với người khác, bởi vì người so với người sẽ tức chết người. Tuyết Linh Lung lạnh nhạt nói, ngươi không có gì theo đuổi sao? Diệp Huyên không biết nói gì cho phải, ngươi nghĩ ta phải theo đuổi cái gì? Vô địch, ta cũng muốn vô địch, nhưng mà, thực lực không cho phép. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyên nhìn về phía thời không đang bị chôn vùi nơi xa, nhìn thấy bọn họ, ta sẽ không cảm thấy mặc cảm, cũng không cảm thấy tự ti, bởi vì, ta cảm thấy ta cũng rất lợi hại. Tuyết Linh Lung thoáng nhìn Diệp Huyên, ngươi lợi hại chỗ nào? Ra mặt à? Diệp Huyên cười ha ha một tiếng, Linh Lung cô nương, người sống bao lâu rồi? Tuyết Linh Lung chỉ vào vùng thời không nơi xa, ta biết người muốn nói cái gì, người muốn nói người còn trẻ, nhưng mà, cổ sầu kia không trẻ sao? Hình như hắn ta cũng giống như ngươi. Hơn nữa, người còn là một công tử có chống lưng đúng nghĩa, nhưng người cũng không mạnh như người ta. Đương nhiên, ta biết, chắc chắn người sẽ nói cổ sầu lấy được toàn bộ tài nguyên của ác tộc. Còn được các đời tiên tổ bọn họ bồi dưỡng, nhưng mà, ngươi cũng là một công tử có chống lưng. Đều là người có chống lưng, vì sao ngươi lại yếu như vậy? Diệp Huyên giang tay ra, hết cách rồi, cha ta thực hiện chính sách nuôi thả. Nếu như y mang theo ta bên mình bồi dưỡng, ta cảm thấy, ta hẳn là có thể dùng thực lực để nói chuyện.
chứ không phải chỉ được cái mã ngoài rồi mỗi ngày làm màu ra vẻ. Nếu có thực lực, ai bằng lòng mỗi ngày làm màu ra vẻ chứ? Ngươi cho rằng ta không muốn giống như đại ca ta, gặp người nào cũng chỉ có một câu, quỷ cầu xin chết. Hay giống như Thanh Nhi, nói câu, nhà ngươi ở đâu? Chỉ một phương hướng, ta cho cả nhà các ngươi chôn cùng với nhau, là xong. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, thực lực không cho phép. Tuyết Linh Lung. Diệp Huyên khẽ thở dài, giống như người bình thường ở thế tục, một người đàn ông không quyền không thế, không tài không lực, mà da mặt còn mỏng, cô gái nào sẽ coi trọng ngươi? Hễ là đàn ông độc thân, không phải không có tiền thì chính là da mặt mỏng. Tuyết Linh Lung nhìn Diệp Huyên, đã không biết nên nói gì nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên tiếp tục nói, các ngươi đều nói ta không biết xấu hổ, nói ta dựa vào cha vào muội, Linh Lung cô nương, ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi không phải con cháu của Tuyết Sơn Vương, chỉ dựa vào khả năng của chính mình, không có tài nguyên của Đại Tuyết Sơn, ngươi có thể đi đến cấp bậc ngày hôm nay không? Có thể không? Tuyết Linh Lung im lặng. Nếu như không có Đại Tuyết Sơn cung cấp tài nguyên, nàng ta tuyệt đối không cách nào đạt đến cấp bậc hiện giờ. Diệp Huyên giang tay nhún vai, ngươi xem đi, thật ra chính ngươi cũng là người có chống lưng. Tuyết Linh Lung lạnh lùng nói, ta dựa vào tài nguyên của Tuyết Sơn, nhưng mà, ta cũng không để tiên tổ giết địch thay ta, mà ngươi, mục ma vừa rồi. Diệp Huyên trực tiếp cắt ngang lời của Tuyết Linh Lung, ta bảo Thanh Nhi giết hắn ta sao? Hình như từ đầu đến cuối ta không chủ động liên lạc với Thanh Nhi. Hơn nữa, rõ ràng là tự hắn ta đi tìm Thanh Nhi nhà ta mà. Ta còn nhắc nhở hắn ta, bảo hắn ta đừng đi tìm, nhưng mà, hắn ta nghe lời ta nói sao? Nói xong, hắn ra vẻ vô tội, hễ là người bị Thanh Nhi giết, hầu như đều là tự bọn họ đi tìm muội ấy, có một số người, ta muốn ngăn cản cũng không được. Giống như mục ma vừa rồi, người ngăn cản hắn ta lại cảm thấy người đang coi thường ta có thể làm thế nào đây? Ta nói cho người biết, kẻ địch bây giờ đã khá hơn rồi. Kẻ địch lúc trước đều không nhằm vào ta mà nhằm vào cha ta và Thanh Nhi, thật ra ta rất nhớ loại người này, ta vô cùng thích loại kẻ địch không chỉ muốn giết chết ta mà còn muốn chém tận giết tuyệt cả nhà ta. Hăng hái, kích thích, thật đó, chỉ cần ta nghe thấy có người muốn diệt cửu tộc ta, ta lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân hăng hái. Tuyết Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người có từng nghĩ đến hay không, nếu ngày nào đó có người mạnh hơn cha ngươi, mà còn là kẻ địch của ngươi. Ngươi phải làm sao bây giờ? Diệp Huyên nhíu mày, đây không phải là chuyện cha ta nên lo lắng hay sao? Liên quan gì đến ta? Người đàn ông áo xanh. Tuyết Linh Lung nghe thấy lời ấy của Diệp Huyên thì hoàn toàn sụp đổ. Tên này đúng là một người hiếu thảo. Đúng lúc này, không gian ở đây bỗng nhiên rung lên. Mọi người ở hiện trường thấy cảnh ấy đều thay đổi sắc mặt. Cổ sầu kia đánh nhau với Tuyết Sơn Vương đã ảnh hưởng đến mảnh thời không hiện thực này rồi ư. Giờ phút này, thời không ở đây thế mà lại giống như một tờ giấy đang bị đốt cháy, dần dần hóa thành cho tàn. Sắc mặt mọi người đều thay đổi hẳn. Nếu cổ sầu và Tuyết Sơn Vương xuất hiện ở trong mảnh thời không này, vậy trận chiến giữa hai người họ chắc chắn sẽ phá hủy cả Táng Vực. Bởi vì sức mạnh của họ thật sự quá khủng bố. Táng Vực hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của cả hai. Lúc này, Phàm Giản ở đằng xa bỗng nhiên quát, bảo vệ mảnh thời không này. Nàng ta nói xong mở tay ra, vô số kiếm quang bay ra từ trong lòng bàn tay, chúng chui vào thời không xung quanh, sau đó củng cố nơi này. Đám người võ linh mục cũng lập tức ra tay củng cố mảnh thời không này. Hiển nhiên, họ cũng không muốn Táng Vực cứ thế bị phá hủy. Dưới sự gia cố của đám Phàm Giản, thời không ở đây bắt đầu khôi phục bình thường. Song chẳng bao lâu sau, thời không xung quanh lại rung lên, còn dần dần nứt ra. Phàm Giản cau mày rồi như nghĩ đến gì đó, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên cách đó không xa, nếu thời không ở đây vỡ vụn, với sức mạnh của hai người kia, một khi lan đến đây chúng ta chắc chắn sẽ không sao, nhưng ngươi thì chưa chắc. Diệp Huyên, Phàm Giản lại nói, Táng Vực mà sụp đổ thì cũng chẳng có lợi gì với ngươi, không phải sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, Phàm Giản cô nương, ta mới mệnh chi cảnh thôi đó. Đám người Phàm Giản câm nín. Bây giờ ngươi mới biết mình mới là mệnh chi cảnh thôi hả? Phàm Giản lại nói, kiếm của ngươi. Kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, hắn cũng không có nghĩ nhiều, mở tay ra, nó bèn bay về phía chân trời. Ngay sau đó,
thời không xung quanh lập tức rung lên kịch liệt, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thời không vốn đang nứt nẻ thế mà lại dần khôi phục lại từng chút một. Đám người võ linh mục nhìn thấy cảnh đó thì trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Phàm Giản đột nhiên hỏi, có thể cho ta mượn xem không? Diệp Huyên ngó Phàm Giản cả giận nói, chỉ xem thôi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong hơi suy nghĩ, kiếm Thanh Huyên đã bay đến trước mặt Phàm Giản. Phàm Giản vươn tay cầm lấy nó, cứ thế nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay. Một lát sau, nàng ta mới nhìn về phía Diệp Huyên, người không sợ ta mượn luôn sao? Diệp Huyên cười ha ha, Phàm Giản cô nương, cô sẽ không làm thế. Phàm Giản cười hỏi, tại sao? Diệp Huyên nhìn Phàm Giản, bởi vì cô là một kiếm tu. Kiếm tu chúng ta có sự kiêu ngạo của riêng chúng ta, cái hành động bẩn thỉu ấy dù có chết cô cũng sẽ không làm. Phàm Giản nhìn Diệp Huyên không nói lời nào. Diệp Huyên lại hỏi, Phàm Giản cô nương, ta có thể hỏi cô mấy vấn đề không? Phàm Giản im lặng một lúc rồi mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bay về trước mặt Diệp Huyên, hỏi đi. Diệp Huyên cất kiếm đi, sau đó hỏi, kiếm đạo có phân chia cảnh giới gì không? Phàm Giản ngó Diệp Huyên, ngươi không biết à? Diệp Huyên lắc đầu, Phàm Giản chỉ vào kiếm Thanh Huyên nói, thanh kiếm kia vô cùng ảo diệu, người tạo ra nó có trình độ kiếm đạo còn trên cả ta, sao ngươi không hỏi người ta? Diệp Huyên cười nói, ta chỉ muốn hỏi cô. Hắn cũng muốn hỏi Thanh Nhi nhưng lại sợ bị đánh. Lỡ Thanh Nhi cho câu không muốn nói đến vấn đề thiểu năng này thì mình sẽ rất đau bi. Phàm Giản im lặng một lát rồi nói, thực ra, hoàn toàn không có cái gọi là cảnh giới. Trên con đường kiếm đạo thì luôn thay đổi khôn lường, kiếm đạo của mỗi một kiếm tu đều khác nhau. Nếu nhất thiết phải lập ra cái gọi là cảnh giới thì sẽ tương đương với hạn chế họ. Trong mắt của ta, kiếm tu không có cảnh giới mới là kiếm tu chân chính. Bởi vì hắn không đi theo bước chân người khác, không bị hạn chế trong cái hệ thống của họ, kiếm tâm của hắn là tự do chứ không phải bị trói buộc, hiểu chưa? Diệp Huyên im lặng, trong lòng không khỏi hơi rung động. Kiếm tu không có cảnh giới mới là một kiếm tu chân chính. Cảnh giới. Hắn có nghe Thanh Nhi nói thực ra cái gọi là cảnh giới chính là một sự ràng buộc của người với người. Tại sao phải đi theo con đường của người khác? Đương nhiên, thế giới này chính là như vậy, đi theo con đường của người khác thì chắc chắn sẽ đơn giản hơn chút, vì sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhưng có một số người, họ cũng không đi theo con đường của người khác, mà là tự mình thăm dò và đi con đường của mình. Lúc này, Phàm Giản lại nói tiếp, thực ra, kiếm đạo của ngươi cũng không có vấn đề gì. Ở tuổi này của ngươi đã cực kỳ giỏi rồi. Có điều, vì giờ người ngươi phải đối mặt là chúng ta nên mới cảm thấy mình rất yếu. Nhưng ngươi vẫn chưa nghĩ rằng chúng ta đã sống ít nhất cả ngàn vạn năm. Còn ngươi thì sao? Ngươi chẳng qua mới sống có trăm năm, vậy tại sao ngươi phải so với chúng ta? Ngươi phải tỉnh táo chút, không thì sẽ sống rất mệt. Diệp Huyên im lặng một lát rồi khẽ gật đầu cảm ơn. Thực ra, hắn phát hiện mình có chút ma chướng. Trước đó, Diệp Huyên đã nói với Tuyết Linh Lung là đừng so sánh mình với người khác, nhưng chẳng phải chính hắn vẫn chưa làm được sao. Hắn muốn mạnh lên. Giống như lúc này, khi đối mặt đám người Phàm Giản thì Diệp Huyên hắn có thể nói là rất yếu. Hắn không thích cái cảm giác ấy. Song, nếu theo như lời Phàm Giản nói thì mình dựa vào cái gì mà đi so với các nàng. Mình chẳng qua mới tu luyện được trăm năm, còn người ta ít nhất đã tu luyện cả ngàn vạn năm. Hắn dựa vào cái gì để so với người ta? Người, phải biết tự mình hiểu lấy. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lắc đầu cười, khúc mắc được tháo gỡ, cả người lập tức tinh thần sảng khoái. Kiếm Thanh Huyên trong tay hắn bỗng nhiên rung lên, cùng lúc đó, trên người Diệp Huyên cũng bùng nổ ra một luồng khí thế khủng bố. Diệp Huyên sửng sốt, bản thân đây là định đột phá sao? Mọi người ở hiện trường cũng sửng sốt, tên này vậy mà lại đột phá. Phía chân trời, Phàm Giản nhìn Diệp Huyên mà không nói gì, trong lòng lại hơi giật mình. Tên này trông có chút ba hoa trích chòe, nhưng ngộ tính lại cực kỳ cao. Quan trọng nhất là, Diệp Huyên sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, đây mới là điều đáng sợ nhất. Một người, phạm sai lầm rồi cũng không sao. Nhưng nếu vẫn không biết tiếp thu cái sai đó và đi vào ngõ cụt thì người như thế một là thiên tài tuyệt thế, hai chính là một tên ngu không ai bằng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khí thế kiếm đạo trong người Diệp Huyên càng ngày càng mạnh, chẳng những thế mà khí thế của kiếm Thanh Huyên cũng càng ngày càng mạnh. Đám người Phàm Giản đột nhiên nhìn về phía kiếm Thanh Huyên,
Võ Linh Mục nhìn nó mà nhíu mày, kiếm đạo của người nọ tăng lên thì liên quan gì đến thanh kiếm kia? Sao nó cũng mạnh lên? Phàm Giản im lặng một lúc rồi nói, nó không phải mạnh lên mà là giải phong. Diệp Huyên mạnh lên thì nàng cũng sẽ giải phong ấn. Sau đó, thanh kiếm này sẽ mạnh lên một cấp nữa. Nàng ta nói đến đây mặt mày cũng trở nên hết sức nghiêm trọng, chúng ta nhìn thấy thanh kiếm này cũng không phải hình dạng cuối cùng của nó. Nàng còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Võ Linh Mục nặng nề hỏi, người tạo ra thanh kiếm này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Phàm Giản ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Bên dưới, Diệp Huyên bỗng nhiên đứng dậy. Hắn vừa đứng lên, khí thế kiếm đạo khủng bố xung quanh đều quay về trong cơ thể. Diệp Huyên vươn tay cầm lấy kiếm Thanh Huyên. Ầm! Một tiếng kiếm ngân phóng thẳng lên trời, chấn động cả vòng trời. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này, hắn cảm giác kiếm đao của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng, hắn cũng không biết mình đã đạt tới cảnh giới gì. Diệp Huyên chợt ngẩng phát đầu lên nhìn về phía Tuyết Linh Lung, giờ hắn cảm thấy mình có thể chém chết nàng ta chỉ bằng một kiếm, còn không cần sử dụng thời không thần bí kia. Tràn đầy tự tin. Lúc này, Phàm Giản bỗng nói, chúc mừng. Diệp Huyên nhìn nàng ta hỏi, ta đã đạt tới trình độ gì rồi? Phàm Giản cười nói, có hai loại kẻ địch mà giờ ngươi không đánh lại. Một là những người như Cổ Sầu và Tuyết Sơn Vương, hai là thần giả Mệnh Chi, cũng chính là những người như ta và Võ Linh Mục. Diệp Huyên lại ngó mấy tên thánh giả Mệnh Chi đằng sau nàng ta hỏi, còn họ. Phàm Giản đáp, ngươi có thể đánh với họ một trận, nhưng chưa chắc sẽ thắng. Đương nhiên, nếu ngươi sử dụng thanh kiếm trong tay thì giữa hai bên sẽ có xác suất 4, 6, người 4. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ta mạnh lên chỗ nào vậy? Phàm Giản nói, kiếm đạo, cút mắt trong lòng ngươi đã được tháo gỡ nên kiếm đạo đã mạnh lên, chẳng khác nào kiếm của ngươi lại bỏ đi được một sự trói buộc, hiểu chưa? Diệp Huyên nặng nề hỏi, nói cách khác, giờ kiếm của ta vẫn còn có trói buộc. Phàm Giản cười nói, đương nhiên, không những ngươi mà ngay cả ta cũng vậy, mỗi khi gỡ bỏ được một sự trói buộc và gông xiềng, kiếm đạo của chúng ta lại tiến lên trước một bước. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, cảm ơn đã chỉ bảo. Phàm Giản liếc Diệp Huyên không nói gì. Đúng lúc này, mọi người ở đây bỗng quay đầu lại, cách đó không xa, thời không bỗng dưng bốc cháy lên. Cùng lúc đó, Cổ Sầu và Tuyết Sơn cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Giờ phút này, Cổ Sầu vẫn áo trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi, trên mặt cũng treo một nụ cười nhạt, đương nhiên còn có đôi chút phấn khích đầy chiến ý không chút che lấp. Đứng đối diện Cổ Sầu là Tuyết Sơn Vương, ông ta lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt không có chút cảm xúc. Lạnh lùng. Đôi mắt kia bình tĩnh đến đáng sợ, giống như mọi thứ trên đời này đều không liên quan đến ông ta. Lúc này, Cổ Sầu bỗng cười to nói, sảng khoái. Đánh đã thật, Tuyết Sơn Vương, còn ông thì sao? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tuyết Sơn Vương, ông ta chậm rãi bước đến chỗ Cổ Sầu, phải công nhận rằng. Ngươi rất khá. Dù là tổ tiên ác tộc của ngươi cũng kém hơn ngươi rất nhiều. Cổ Sầu cười ha ha, Tuyết Sơn Vương, ta cảm thấy cứ đánh tiếp như vậy cũng không thú vị gì, hay là, chơi thật đi. Tuyết Sơn Vương gật đầu đáp, được. Cổ Sầu chia tay phải ra cười nói, xin chỉ giáo. Tuyết Sơn Vương bỗng khựng lại, như ngươi mong muốn. Ông ta vừa nói xong, một khí thế khủng bố bỗng khuếch tán ra từ trong cơ thể. Khoảnh khắc khi nó xuất hiện. Một luồng uy áp vô hình chợt bao phủ mọi người. Khi bị luồng khí thế ấy bao phủ, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn mình như bị tròng lên một sợi xiềng xích. Tuyệt vọng. Trong đầu mọi người đều hiện lên sự tuyệt vọng. Kể cả đám Phàm Giản và Võ Linh Mục. Phàm Giản muốn phóng ra kiếm ý của mình nhưng nàng ta phát hiện mình hoàn toàn không thể làm được. Dưới luồng uy áp đó, một thần giả Mệnh Chi như nàng ta thế mà lại không có cả năng lực chống cự. Phàm Giản như nghĩ đến gì đó, con ngươi chợt co rút lại, run rẩy nói, phía trên Mệnh Chi. Ông ta đã mở ra, một cảnh giới mới, phía trên Mệnh Chi, mọi người có mặt ở đây đều hóa đá, phía trên Mệnh Chi. Tất cả mọi người không ngờ Tuyết Sơn Vương kia thế mà đã nghiên cứu ra một cảnh giới hoàn toàn mới. Mọi người trong ác tộc nhìn thấy cảnh ấy thì sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Ngoài Tuyết Sơn Vương ra thì không ai biết rốt cuộc cảnh giới hoàn toàn mới ấy là gì. Nhưng giờ phút này,
chỉ một cái uy áp thôi đã khiến linh hồn họ cảm thấy như bị khóa lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đó chỉ mới là uy áp thôi đó. Đây phải là cảnh giới gì cơ chứ? Thực ra người nhẹ nhàng nhất ở hiện trường chính là Diệp Huyên, vì hắn không có bị ảnh hưởng gì hết. Ban đầu, Diệp Huyên cũng hơi sửng sốt, tại sao mình lại không bị ảnh hưởng. Sau đó, hắn phát hiện là do kiếm Thanh Huyền, nó đã bảo vệ linh hồn mình. Trong thời không đằng xa, Tuyết Sơn Vương chậm rãi đi về phía cổ sầu, mỗi khi ông ta bước ra một bước thì luồng uy áp kia sẽ mạnh lên một phần. Còn bên ngoài thời không, đã có vô số người cong lưng xuống. Tuyết Sơn Vương cũng không có nhằm vào bọn họ, nhưng dù vậy họ vẫn chẳng thể chịu nổi uy áp tiết ra từ luồng khí thế kia. Đúng lúc này, cổ sầu bỗng cười nói, ta đã đoán đúng, người quả nhiên đột phá rồi. Hắn ta nói xong cũng bước ra một bước, bước chân ấy vừa rơi xuống giống như là một cục đá rớt vào hồ nước lặng, thời không xung quanh bỗng nổi lên đường sóng gợn, dần dà khu vực này bắt đầu nhộn nhạo lên. So với Tuyết Sơn Vương thì sức mạnh của cổ sầu có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa, mọi người cũng không cảm giác được sức mạnh uy áp gì. Nhưng... khi sức mạnh của Tuyết Sơn Vương ập đến trước mặt cổ sầu thì không ngờ lại yên lặng biến mất. Đám người phàm giản bên ngoài nhìn thấy cảnh đó thì con ngươi chợt co rút lại rồi như nghĩ đến gì, nàng ta run rẩy nói, hắn ta. Hắn ta cũng là ở phía trên mệnh chi. Phía trên mệnh chi. Câu ấy vừa được nói ra, mọi người ở hiện trường lại hóa đá tập 2. Giờ phút này, Tuyết Sơn Vương ngừng lại rồi nhìn cổ sầu cười khẽ thật thú vị. Ông ta nói xong lại bước ra một bước, sau đó giơ quyền đấm thẳng tới. Trên một quyền ấy chợt có một linh hồn bay ra. Đó chính là linh hồn của ông ta. Cổ sầu đằng xa híp mắt lại, khẽ đè tay phải xuống, thời không trước mặt trực tiếp nhộn nhạo lên, từng đường sóng gợn dập dờn khuếch tán ra xung quanh. Lúc này, linh hồn của Tuyết Sơn Vương cũng xông tới. Thời không trước mặt cổ sầu trực tiếp biến thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Mà nó lại chặn được đòn tấn công khủng bố kia của Tuyết Sơn Vương. Bên ngoài, các cao thủ trong ác tộc chợt thả lỏng mặt mày, nhưng đúng lúc này, cái lốc xoáy kia lại bắt đầu biến mất từng chút một. Đám người ác tộc thấy vậy, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc lên. Không đỡ được ư. Bấy giờ, cổ sầu lại bỗng mở tay trái ra, đến. Hắn ta vừa dứt lời, vô số thời không xung quanh lập tức dập dờn, sau đó có vô cùng vô tận thời không tụ tập về phía cổ sầu. Mà giờ phút này, cái lốc xoáy thời không trước mặt hắn ta lại nhanh chóng xoay tròn trở lại. Phàm giản bên ngoài thấy cảnh đó thì sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, hắn ta khiến mình hòa hợp làm một thể với vô số thời không kia. Tuyết Sơn Vương muốn giết hắn ta, chỉ có thể phá hủy vô cùng vô tận thời không kia trước đã. Đám người võ linh mục nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Hủy diệt vô số thời không? Sao có thể phá hủy hết vô cùng vô tận thời không kia? Điều này chẳng khác nào cổ sầu đã hoàn toàn vô địch. Đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó, ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, thoáng chốc, thời không xung quanh lấy Tuyết Sơn Vương làm trung tâm thế mà bắt đầu dần dần đóng băng. Lĩnh vực băng phong. Phàm giản bên ngoài thấy cảnh đó nhíu mày, trước đó Tuyết Sơn Vương từng thi triển chiêu này nhưng đã bị cổ sầu phá giải. Giờ lại dùng. Bấy giờ... Phàm giản như phát hiện ra cái gì chợt nheo mắt lại, đây không phải là lĩnh vực băng phong. Đám người võ linh mục nghe vậy cũng nhăn mày, không phải lĩnh vực băng phong. Phàm giản nhìn chằm chằm vào Tuyết Sơn Vương đằng xa, đây là thần vực trên cả linh vực. Ông ta đã thành lập được thần vực của mình, ở trong đó thì Tuyết Sơn Vương chính là vô địch. Mà giờ, cổ sầu kia đã bị thần vực của ông ta bao phủ. Nếu cổ sầu không có thủ đoạn nào mạnh hơn thì hắn ta sẽ... Đúng lúc này, cổ sầu đằng xa chợt mở tay ra rồi khẽ kéo một cái. Dưới ánh nhìn của mọi người, thời không đang dập dờn kia của cổ sầu vậy mà lại bắt đầu phân giải ra từng chút một. Khi chúng nó tách ra thì thời không đã bị đóng băng cũng dần dần tan ra. Nhưng sau khi phân giải, chúng lại phục hồi như cũ. Sau đó, những thời không đã khôi phục lại không bị đóng băng. Phàm giản thấy vậy bèn siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hắn ta không những có thể phân giải thời không, còn tách rời đến trạng thái nguyên thủy. Sau đó còn lợi dụng lĩnh vực thời gian của mình phục hồi chúng lại. Thật là đáng sợ. Thần tiên đánh nhau. Quả thật là thần tiên đánh nhau. Giờ phút này, trong mảnh thời không đã khôi phục xong, Tuyết Sơn Vương chậm rãi mở mắt ra. Ông ta cứ thế nhìn cổ sầu trước mặt,
trong mắt vẫn bình tĩnh, thờ ơ không chút cảm xúc. Cổ Sầu mỉm cười, không nói gì. Tuyết Sơn Vương đột nhiên khẽ nói, ngươi rất khá, còn vĩ đại hơn Khổ Tu năm đó. Tiếc là, ngươi đã gặp phải ta. Ông ta nói xong chợt trở nên hư ảo đi trước ánh mắt của mọi người, cơ thể Tuyết Sơn Vương càng ngày càng mờ đi, cuối cùng thế mà hoàn toàn biến mất. Mọi người ở đây thấy vậy thì ngây ngẩn cả người. Đây là bỏ chạy ư? Dù là Phàm Giản cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì nàng ta đã không thể cảm giác được Tuyết Sơn Vương nữa, lẽ nào chạy thật ư? Hiển nhiên là không thể nào. Bỗng dưng, con người Phàm Giản chợt co rút lại, cơ thể nàng ta thế mà bắt đầu run lẩy bẩy, đây là... ông ta... Tất cả mọi người đều nhìn Phàm Giản kia đã nhìn thấy gì? Vậy mà lại nói năng lộn xộn. Giờ đây, Phàm Giản giống như mất hồn lẩm bẩm, ông ta... Có mặt ở khắp nơi. Có mặt ở khắp nơi. Mọi người sửng sốt. Lúc này, thời không xung quanh chợt rung lên. Thời không chỗ Cổ Sầu cũng rung lắc dữ dội. Chẳng những vậy, thời không lốc xoáy kia lại phát ra một luồng khí thế khủng bố rồi nghiền về phía hắn ta. Chuyện này là sao? Mọi người đều ngơ ngác. Đùng. Thời không chỗ Cổ Sầu chợt nổ tung. Sức mạnh khủng bố trực tiếp đẩy lùi hắn ta ra ngoài mấy ngàn trượng. Khi Cổ Sầu vừa dừng lại, thời không ở đó lại bốc cháy rồi hình thành một cái lồng giam bằng lửa nhốt hắn ta vào bên trong. Mọi người trong ác tộc thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi, bọn họ muốn cứu Cổ Sầu nhưng không biết giờ hắn ta đang bị nhốt trong mảnh thời không nào. Thua rồi sao? Diệp Huyên im lặng nhìn Cổ Sầu bị nhốt lại. Bấy giờ, Tuyết Sơn Vương đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa trước mặt Cổ Sầu. Cổ Sầu cười khẽ nói, bao trùm thời không? Bao trùm thời không? Mọi người nghe thấy câu đó của Cổ Sầu thì thầm hoảng sợ. Tuyết Sơn Vương kia đã bao trùm trên thời không rồi ư? Diệp Huyên cũng nhíu mày, Tuyết Sơn Vương này đã vượt qua phạm trù thời không rồi ư? Tuyết Sơn Vương nhìn Cổ Sầu, người chơi thời không chi đạo đến mức cùng cực, trong thời không chi đạo thì ta đúng là mãi mãi không giết được ngươi, vì ta không thể phá hủy hết vô tận thời không kia. Nhưng, ta đã bao trùm trên thời không, đạt tới một phạm trù khác. Phạm trù khác. Hiện trường yên tĩnh giống như chết. Tuyết Sơn Vương không đơn giản là đạt tới phía trên mệnh chi còn bao trùm thời không. Trông thì chỉ hơn Cổ Sầu một bước, nhưng một bước đó lại là một cái lạch trời. Cổ Sầu khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Tuyết Sơn Vương đột nhiên đi lên trên. Cổ Sầu cười khẽ, ông không giết ta à? Tuyết Sơn Vương cũng không quay đầu lại nói, giết ngươi thì trong vòng mấy trăm vạn năm, mảnh vũ trụ này sẽ không có người dẫn dắt. Cổ Sầu cau mày hỏi, ý ông là sao? Tuyết Sơn Vương cũng không có nói chuyện mà tiếp tục đi về phía trên. Tất cả mọi người đều nhìn Tuyết Sơn Vương, ông ta định làm gì? Nhưng đúng lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên chợt rung lên, hắn cau mày, tiểu hồn, sao thế? Tiểu hồn trầm giọng nói, tiểu chủ, có nguy hiểm. Nguy hiểm? Diệp Huyên nheo mắt, mẹ nó, không phải Tuyết Sơn Vương kia sẽ làm thịt mình đó chứ? Lúc này, Tuyết Sơn Vương ở phía chân trời bỗng nhiên dừng lại. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cười khẽ nói, tuy luyện trăm ngàn năm mới biết hiểu được số mệnh, buồn cười là đã sớm có người đi rồi. Ông ta nói xong bèn giơ tay phải lên, dưới ánh mắt của mọi người khẽ vung lên. Thoáng chốc, vô số thời không trước mặt Tuyết Sơn Vương tựa như tờ giấy bị đao bổ đôi. Ông ta định làm gì? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Bấy giờ, trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, phía cuối nơi thời không bị bổ đôi ra thế mà lại xuất hiện một cánh cửa đá. Cửa đá? Cổ Sầu thấy vậy nhíu mày lại. Tuyết Sơn Vương đi về phía cánh cửa đá kia, bấy giờ, trước cửa bỗng xuất hiện một ông lão. Ông ta rũ mắt nhìn xuống Tuyết Sơn Vương, khẽ nói, trong 1.2600.000 năm qua, ngươi là người thứ hai phát hiện ra chúng ta. Mọi người phía dưới nghe thế thì sửng sốt. 1.2600.000. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông lão kia, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mẹ nó, sau cánh cửa đá kia lại là một thế lực khủng bố nào nữa vậy? Mẹ nó, ông đây còn chưa trổ mã mà. Loại thế lực khủng bố như vậy có thể xuất hiện chậm một chút không thế? Trong con đường thời không, Tuyết Sơn Vương cười khẽ kinh ngạc lắm à? Ông lão liếc Tuyết Sơn Vương phía dưới nói, xin lỗi, bọn ta không chào đón ngươi. Tuyết Sơn Vương cười ha ha, ta không cần các ngươi hoan nghênh. Ông ta nói xong chợt cách không đám một quyền về phía ông lão kia.
một cái quyền ấn bỗng xuất hiện trước mặt ông lão kia, mà ông ta còn chẳng hề nhúc nhích thì nó đã biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người phía dưới thấy cảnh ấy đều lập tức thay đổi sắc mặt. Kể cả Diệp Huyên. Diệp Huyên ngó ông lão kia, mẹ nó, đây là thần tiên gì vậy? Ông lão nhìn Tuyết Sơn Vương nói, nếu ngươi mạnh mẽ xông vào, vậy thì chết. Tuyết Sơn Vương cười hỏi, tại sao? Ông lão liếc cổ sầu rồi nói, tài nguyên, bọn ta không muốn lại có người đến phân chia một ít tài nguyên mà mình đang nắm giữ như các ngươi đã khống chế toàn bộ tài nguyên của mảnh vũ trụ phía dưới, hiểu chưa? Đám Tuyết Sơn Vương đã từng vì sự tu luyện của tài nguyên ở mình mà cướp lấy gần như toàn bộ khắp vũ trụ. Mà giờ, cũng là như thế, có điều, họ lại là người bị cướp. Thiên đạo luân hồi, không hề bỏ qua cho ai. Bọn người phàm giản ở bên dưới nghe ông lão nói thì sắc mặt ai nấy cũng trở nên mất tự nhiên. Tài nguyên. Vốn dĩ bọn họ tưởng rằng mình đã là những người giỏi nhất trong vũ trụ này nhưng bây giờ xem ra suy nghĩ đó của họ thật sự rất ấu trĩ. Thế giới có rất nhiều cao thủ, chỉ là bọn họ chưa được tiếp xúc mà thôi. Giống như ở phàm giới, người tưởng đâu mình rất giàu có. Nhưng không ngờ người giàu có nhiều vô số kể. Làm người đừng bao giờ đánh giá mình quá cao. Bên trong đường hầm thời không, Tuyết Sơn Vương đột nhiên cười lớn và nói, nếu ngươi không giao thì ta sẽ tự lấy. Ông ta vừa dứt lời thì đột nhiên biến mất khỏi vị trí, một luồng sức mạnh cực lớn từ đó ập qua. Trước cửa đá, ông lão đưa tay lên ấn mạnh xuống dưới với vẻ mặt không cảm xúc. Đùng! Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, một bóng người sừng sững từ trên trời đáp xuống đất. Đấy là Tuyết Sơn Vương. Sau khi Tuyết Sơn Vương dừng lại, thời không phía sau lưng ông ta liền hóa hư vô. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó thì mặt mày ai nấy cũng đều trở nên nặng nề. Rất rõ ràng, Tuyết Sơn Vương không phải là đối thủ của ông lão đó. Ông lão đó mạnh cỡ nào? Bên dưới, Diệp Huyên liếc nhìn ông lão đó và cảm thấy hơi thốn. Ngày gì thế hả? Sao lại có nhiều cao thủ siêu cấp xuất hiện thế này? Trước cửa đá, ông lão nhìn xuống Tuyết Sơn Vương ở bên dưới, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng, nói, không tự lượng sức. Tuyết Sơn Vương cười ha ha, nói, lại nào. Ông ta vừa dứt lời thì liền biến mất khỏi chỗ đứng. Trước cửa đá, ông lão chau mày, sau đó chắm chặt hai mắt, đưa tay ra đỡ. Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì đã có một luồng sức mạnh cực lớn ập lên cánh tay của ông lão, ông ra liên tục lùi về sau mấy vạn trượng. Lúc ông ta vừa mới dừng lại thì liền có một bóng người sừng sừng từ trên không đáp xuống. Ông lão liền ngẩng đầu lên, đang định ra tay thì đột nhiên Tuyết Sơn Vương đã biến mất không thấy đâu. Ông lão hơi chau mày, ánh mắt thoáng vẻ nặng nề, nói, trên cả thời không. Lúc này, trong mắt ông lão đột nhiên thu lại, thời không xung quanh ông ta đột ngột sụp đổ. Ông lão lại một lần nữa lùi về sau cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ giận dữ, ông ta tiến về trước một bước, sau đó đấm mạnh một đấm. Quỳnh! Thời không trước mặt ông ta sôi sục, sau đó thì vỡ nát. Nhưng Tuyết Sơn Vương lại không có mặt trong thời không đó. Ông lão lại chau mày, ông ta nhìn quanh bốn phía, lúc này, một quyền ấn đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Ông lão phản ứng cực nhanh, quyền ấn vừa xuất hiện thì ông ta liền xuất quyền. Quyền ấn liền bị chiêu đó của ông ta đánh tan. Lúc này, ông lão đột nhiên quay lại, trưởng mạnh một trưởng. Thời không trong phạm vi mấy chục vạn trượng đều bị hủy diệt. Bên dưới, bọn Diệp Huyên tái mặt, đua nhau lùi về sau. Rất rõ ràng, để giết được Tuyết Sơn Vương, ông lão này vốn không quan tâm đến sống chết của táng vực. Sau khi bọn Diệp Huyên lùi ra sau mấy chục vạn trượng, Tuyết Sơn Vương đã xuất hiện cách ông lão 1000 trượng. Ông giả cười khẩy, nói, ngươi tưởng rằng người điều khiển được thời không thì có thể giết được ta sao? Thật nực cười. Ông ta vừa nói vừa tiến về trước một bước, tiếp đó, tất cả thời không xung quanh bàn chân của ông ta đều bắt đầu nóng lên. Bọn Diệp Huyên đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh đó thì liền tái mặt, ông lão này thật sự không quan tâm đến sự sống chết của táng vực à. Cứ tiếp tục đánh thế này thì táng vực sẽ bị đánh tan nát mất. Đằng xa, Tuyết Sơn Vương đột nhiên xòe bàn tay ra, một tấm chắn ảo bằng băng đột nhiên xuất hiện phía trước ông ta, tấm chắn băng vừa mới xuất hiện thì quyền ấn liền được đánh ra. Bùm! Thần vực nơi Tuyết Sơn Vương đang đứng vỡ nát, Tuyết Sơn Vương lùi về sau đến mấy chục nghìn trượng.
Khi ông ta vừa mới dừng lại thì ông lão đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông ta. Mắt Tuyết Sơn Vương có sát khí thoáng qua, ông ta không lùi mà ngược lại tiến về trước một bước, sau đó thì đấm ra một đấm. Tuyết Sơn Vương bị đánh vào trong vực thẳm thời không thần bí, cùng lúc đó, thời không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng bỗng trở nên tăm tối. Không chỉ có vậy, tàn dư sức mạnh của ông lão và Tuyết Sơn Vương không ngừng lan rộng ra xung quanh. Toàn bộ táng vực đều bị tác động mạnh. Từ phía xa, Phàm Giản và Cổ Sầu nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt của cả hai đều trở nên khó coi. Thật ra cả bọn Phàm Giản và ác tộc đều không hy vọng vũ trụ này bị tiêu diệt, vì đối với bọn họ mà nói, vũ trụ này là nhà. Vì vậy, trước đây, lúc Tuyết Sơn Vương và Cổ Sầu đánh nhau, cả hai đều đến thế giới thời không ở xa để đánh. Còn bây giờ, ông lão này chơi thế này thì không bao lâu nữa, táng vực sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Lúc này, Cổ Sầu đột nhiên nhìn sang Diệp Huyên, do dự một lát rồi nói, Diệp Huynh, có thể giúp ta trấn thủ thời không này không? Diệp Huyên liếc nhìn ông lão đang đánh nhau với Tuyết Sơn Vương và nói, nếu bọn họ không dừng lại thì chúng ta không thể nào trấn thủ được. Cổ Sầu lặng thinh. Mặc dù kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên có thể sửa chữa thời không nhưng giống như Diệp Huyên nói, nếu Tuyết Sơn Vương và ông lão đó không dừng lại thì dù cho họ có kiếm Thanh Huyên thì cũng không thể giữ được táng vực. Chính vào lúc này, phía đằng xa, Tuyết Sơn Vương đột nhiên dừng lại, ông ta nhìn sang ông lão đó và nói, đổi chỗ không? Rõ ràng ông ta cũng không muốn hủy hoại táng vực. Ông lão chế nhạo, việc gì ta phải đổi chỗ với ngươi? Tuyết Sơn Vương chau mày, nói, cuộc chiến của ta với ngươi không liên quan đến người khác. Ông lão cười lạnh lùng, nói, không ngờ Tuyết Sơn Vương ngươi cũng là một người nhân từ đấy. Theo ta được biết, để vượt lên được một đẳng cấp mới, ngươi đã không tiếc cướp đoạt hết tài nguyên của cả táng vực để dùng một mình, sao bây giờ lại có lòng thương cảm với sinh linh của vũ trụ này thế này? Ngươi không cảm thấy rất nực cười sao? Tuyết Sơn Vương nhìn ông lão, nói, ngươi muốn hủy diệt táng vực sao? Ông lão nhếch môi cười lạnh lùng, nói, ngươi đoán đúng rồi. Ông ta vừa dứt lời thì liền tiến về trước một bước, đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra từ trong người ông ta, thời không của cả táng vực liền nóng lên. Từ phía xa, bọn Cổ Sầu nhìn thấy cảnh đó thì mặt mày nặng trĩu. Ông lão này thật sự muốn hủy diệt toàn bộ táng vực sao? Lúc này, Cổ Sầu ở phía xa đột nhiên nói, các hạ, có cần phải hủy diệt toàn bộ táng vực không? Ông lão liếc nhìn Cổ Sầu với ánh mắt lạnh lùng, nói, ta thích hủy diệt thì hủy diệt thôi, ngươi có ý kiến sao? Cổ Sầu chau mày, nói, ông lão, ta nói cho ông biết, ông giết bọn ta cũng không sao nhưng chỗ này có người mà ông không thể đắc tội được đâu, ông phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Ông lão chế giễu, nói, người ta không thể đắc tội sao? Ngươi đang nói đùa đấy à? Cổ Sầu đột nhiên chỉ về phía Diệp Huyên, giận dữ nói, có Diệp Huynh ta ở đây mà ông dám làm loạn sao? Diệp Huyên nghe xong thì tròn mắt, địch, Cổ Sầu ngươi có ý gì đây? Đờ má, ngươi đang gây thù chuốc oán cho ta à? Ông lão nhìn sang Diệp Huyên, lúc đang nhìn Diệp Huyên thì chau mày, nói, ngươi. Cổ Sầu vội nói, đấy là Diệp Huynh của ta, là cao thủ và thiên tài đệ nhất, đừng trách ta không nhắc nhở ông. Nếu ông dám động đến huynh ấy thì cái đầu của ông sẽ bị găm vào kiếm liền đấy. Diệp Huyên. Mọi người. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó thì hạ giọng nói, tại sao ta vừa có ý muốn giết ngươi thì liền có cảm giác sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyên do dự một lúc, đang định nói thì Cổ Sầu liền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cổ Sầu nhìn Diệp Huyên, nắm tay thành nắm đấm, nói, Diệp Huynh, trước đây huynh gọi ta là Cổ Huynh, ta gọi huynh là Diệp Huynh tức là chúng ta là huynh đệ. Nếu như đã là huynh đệ thì ta có một chuyện cần nhờ, huynh sẽ không từ chối chứ. Diệp Huyên tối sầm mặt, nói, ngươi. Cổ Sầu liền vỗ nhẹ vai Diệp Huyên, mỉm cười, nói, ta biết, nhất định là huynh sẽ không chối từ. Diệp Huyên vẫn chưa lên tiếng thì hắn ta đã vừa nói vừa lấy kiếm Thanh Huyên từ trong tay Diệp Huyên qua, sau đó thì biến mất ngay. Lúc hắn ta xuất hiện trở lại thì hắn ta đã đứng trước mặt của ông lão đó rồi. Hắn ta đưa kiếm Thanh Huyên ra trước mặt ông lão đó, mỉm cười, nói, các hạ, ta biết ông rất mạnh nhưng ông dám đấu với người tạo ra thanh kiếm này không? Ông lão liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, sau đó mỉm cười, nói, sao hả? Người đang uy hiếp ta đó sao? Cổ Sầu mỉm cười, nói, không dám. Ông lão nhìn Cổ Sầu, nói, ta nói thật với ngươi, không phải ta muốn hủy diệt vũ trụ này của các ngươi mà là cấp trên của ta muốn làm điều đó.
vì sự xuất hiện của Tuyết Sơn Vương khiến bọn ta cảm thấy có uy hiếp. Mặc dù chỉ là một chút thôi nhưng bọn họ không muốn sau này vũ trụ này lại có thêm người mạnh hơn nữa, ngươi hiểu không? Cổ Sầu im lặng một lúc rồi nói, ta hiểu. Ông lão chỉ về phía Diệp Huyên đang ở bên dưới rồi nói, lúc nãy ngươi nói với ta nhiều như vậy là cố ý muốn ta nhằm vào hắn, rõ ràng thanh niên này không đơn giản, nhưng điều mà ngươi không biết là hắn càng không đơn giản thì hắn càng phải chết, vì bên trên sẽ không để bất cứ kẻ khác biệt nào xuất hiện. Diệp Huyên. Cổ Sầu im lặng một lúc lâu rồi nhìn sang Diệp Huyên, cười cay đắng, nói, Diệp Huynh, ta thật sự không giỏi ngông, hay Huynh tự thử xem. Hắn ta nói xong thì cầm kiếm Thanh Huyên về lại trước mặt Diệp Huyên, nói, xin lỗi, ta muốn cứu người trong tộc của ta, vì vậy mới kéo Huynh xuống nước, nhưng bây giờ xem ra không cần ta gây thù chuốc oán giúp thì bản thân Huynh sinh ra đã mang thù oán rồi, vốn dĩ ta còn rất lo lắng, nhưng giờ thấy ông ta muốn giải quyết Huynh thì ta lại hết hoang mang rồi, he he. Diệp Huyên. Lúc này, ông lão đó đưa mắt nhìn Diệp Huyên và nói, dù là Tuyết Sơn Vương thì cũng không hề khiến ta cảm thấy có nguy hiểm, nhưng ngươi lại có thể khiến ta có cảm giác đó, thiếu niên à, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao lại như vậy không? Diệp Huyên im lặng hồi lâu rồi nói, ta không có suy nghĩ sẽ chống đối lại các người. Ông lão nhìn Diệp Huyên, nói, nhưng bọn ta lại nhất định muốn ngươi phải chết rồi sao? Diệp Huyên hơi thắc mắc. Nói, chỉ vì ta khiến các ngươi có cảm giác nguy hiểm sao? Ông lão gật đầu, nói, bọn ta không cho phép bất cứ ai có thể uy hiếp đến chúng ta tồn tại, giết chết thiên tài ngay từ khi còn trong nôi, ngươi không hiểu đạo lý đó sao? Diệp Huyên nhìn ông lão, nói như vậy là ông nhất quyết phải giết ta sao? Ông lão nói, đúng vậy, vì bọn ta không muốn có thêm một Tuyết Sơn Vương thứ hai xuất hiện. Diệp Huyên thở dài, nói các ngươi thật không nói lý lẽ. Ông lão nói, người gọi người đến đi. Ông ta đang nói thì dừng lại, mỉm cười rồi nói tiếp, phải rồi, người tùy ý gọi, gọi bao nhiêu người cũng được, bọn ta là vô địch, người cứ tự nhiên. Diệp Huyên, bọn ta vô địch, người muốn làm gì cũng được. Tự tin, một niềm tin về sự vô địch tuyệt đối tràn ngập trong giọng nói ông lão. Bọn họ có quyền để làm vậy, bởi vì vũ trụ táng vực trong mắt họ chẳng qua chỉ là một nền văn minh cấp thấp. Đừng nói chi Diệp Huyên, ngay cả Tuyết Sơn Vương đứng đầu vũ trụ này cũng không là cái đinh gì. Sở dĩ họ muốn tiêu diệt nó cũng không phải vì e ngại đám người Tuyết Sơn Vương, mà chỉ vì muốn giảm bớt phiền toái. Mọi tầm mắt đều đổ dồn về phía Diệp Huyên. Hắn là người bí ẩn nhất ở đây, ai cũng biết hắn có chống lưng, lại không biết chống lưng này mạnh đến đâu. Liệu có mạnh hơn lão già này không? Không ai biết, nhưng bọn họ đều cảm thấy không có khả năng. Bởi khả năng của lão ta đã vượt qua phạm vi vũ trụ này. Lúc này, Cổ Sầu đứng một bên bỗng bật cười, các hạ không cho rằng mình đang quá ngạo mạn à? Lão già, không phải ta ngạo mạn mà là mắt nhìn của các ngươi quá hạn hẹp, căn bản không biết cường giả chân chính là như thế nào. Các ngươi vẫn còn đang nghiên cứu thời không chi đạo, cho đến hiện nay chỉ có Tuyết Sơn Vương là người duy nhất thoát khỏi phạm vi thời không. Các ngươi có biết? Chúng ta sinh ra đã bắt đầu nghiên cứu thời không chi đạo cao cấp nhất mà các ngươi miệt mài theo đuổi đến trọn đời. Ông ta lắc đầu cười, các ngươi và chúng ta căn bản không cùng một đẳng cấp. Hạ bệ, đả kích. Tất cả mọi người im lặng. Ngạo mạn không? Cực kỳ ngạo mạn. Nhưng người ta có quyền. Lão già quay sang Diệp Huyên, ngươi còn chờ gì nữa? Diệp Huyên cũng bất đắc dĩ vô cùng. Hắn chợt nhận ra Cổ Sầu nói đúng. Mình là kiểu người sinh ra đã có thể chất hút thù hận. Lão già này vẫn đang nhằm vào nhóm Tuyết Sơn Vương và Cổ Sầu, nào ngờ bỗng dưng lại quay sang hắn, lại còn bảo hắn gọi người đến. Không gọi người, lão ta còn cho rằng mình bị xem thường. Biết làm gì đây? Cổ Sầu đi đến bên Diệp Huyên, liếc nhìn lão già kia nơi chân trời, thì thầm, Diệp Huynh đang lo người đứng sau Huynh không địch lại lão ta ư. Nếu vậy thì ta nói cho Huynh nghe, ta vừa bói cho lão một quẻ. Chỉ cần cảm nhận được muội muội Huynh, lão chắc chắn sẽ phải chết. Hắn ta nhìn Diệp Huyên, ta bói chỉ có chuẩn. Diệp Huyên, lão già kia bỗng chỉ vào kiếm Thanh Huyên trong tay hắn, người tạo ra nó chính là người chống lưng cho ngươi. Cổ Sầu gật đầu lia lịa, chính xác, nếu các hạ cho rằng mình vô địch thì hãy thử cảm nhận nàng ấy xem. Hắn ta giành lấy kiếm khỏi tay Diệp Huyên, vội vàng đưa đến trước mặt lão già. Diệp Huyên. Cổ Sầu chỉ vào kiếm, nói với ông ta, làm đi.
Lão già nhếch mép, như ngươi mong muốn. Lão ta đưa tay cầm kiếm lên, cổ sầu thì vội vàng lỉnh sang bên. Lão già nhắm mắt lại, kiếm thanh huyên bắt đầu run run. Mọi tầm mắt đều chú ý vào lão ta. Chỉ thấy lão già khẽ cau mày, lão chưa cảm nhận được cô gái váy trắng, nhưng đã đánh hơi thấy nguy hiểm. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cổ sầu hỏi với vẻ hài hước, sao lại dừng rồi? Đừng nói là ông sợ chứ. Sắc mặt những người khác cũng trở nên kỳ quặc. Lão già nhìn cổ sầu, cười nhạt sợ, nực cười. Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Kiếm thanh huyên càng run lên bần bật. Chân mày lão già đã nhíu lại thật sâu khi nỗi bất an trong lòng dâng lên mãnh liệt, một điều ông ta chưa từng trải qua. Chẳng lẽ đối phương thật sự là một siêu cường giả? Đến đây, lão ta quyết định từ bỏ. Lão tự tin là thật nhưng cũng không tự nhận mình là vô địch. Nỗi bất an trong lòng cho lão biết đối phương tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Từ bỏ thôi. Đúng lúc ấy, lão ta bỗng ngẩng đầu, đồng tử co rụt lại cảm nhận được. Xoẹt. Một tia kiếm quang bất thình lình bay đến từ nơi nào đó. Lão già thấy vậy, đồng tử rụt lại, suy nghĩ phản kích vừa nảy ra trong đầu thì đã bị kiếm quang cắm phập vào giữa trán. Thân xác lão ta hóa thành hư vô, chỉ còn lại linh hồn, nhưng ngay cả nó cũng đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những người khác hóa đá tại chỗ. Bốn phía im lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi. Xiết trong nháy mắt. Trong đầu họ trống rỗng như bị sét đánh. Sức mạnh của lão già kia dư sức chấn áp Tuyết Sơn Vương dễ như trở bàn tay, một siêu cường giả như vậy mà lại bị giết trong nháy mắt ư. Không chỉ người khác mà ngay cả Tuyết Sơn Vương lẫn cổ sầu đều cảm thấy trong lòng đang có sông cuộn biển gầm. Đặc biệt là Tuyết Sơn Vương, ông ta biết rõ thực lực của lão kia đến đâu, không ngờ đối phương lại sẽ bị giết trong nháy mắt, lại còn giết từ cách đó vô số tinh vực. Người kia mạnh đến trình độ nào vậy? Sắc mặt Tuyết Sơn Vương và cổ sầu đều trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy. Cách đó không xa, lão già kia còn chưa chết hẳn, hoang mang lẩm bẩm, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Cổ sầu nhún vai, chấp nhận sự thật đi, ông tàn đời rồi. Người khác, lão già nhìn cổ sầu như người mất hồn, tuyệt đối không thể nào. Xa như vậy, ả làm sao có thể giết ta, ta cũng không thể phản kháng lại. Sao có thể như vậy? Cổ sầu chớp mắt, ta rất thông cảm, nhưng thật ra thì càng muốn cười trên sự đau khổ của ông hơn. Người khác, lão già nhìn hắn ta với ánh mắt oán độc, ngươi tưởng ngươi thắng được ư? Không, cái chết của ta sẽ khiến người phía trên hoàn toàn phẫn nộ, các ngươi. Cổ sầu buông một câu, chúng ta có muội muội của Diệp huynh. Một mình nàng ấy chấp cả lò các ông. Diệp Huyên, lão già, lão ta liếc mắt nhìn kiếm thanh huyên trong tay hắn lần cuối rồi biến mất. Trực tiếp bị xóa sổ. Hoàn toàn biến mất. Những người khác im thin thít. Những gì xảy ra hôm nay quả thật cứ như kịch. Cổ sầu thì thầm, người đang sống, nói chết là chết ngay. Người khác. Diệp Huyên vươn tay gọi kiếm thanh huyên trở về. Vui không? Không vui nổi. Bởi hắn biết sẽ lập tức có rắc rối nghiêm trọng hơn ập đến. Diệp Huyên không nghĩ ngợi nữa mà quay lại hỏi cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương, mấy người còn đánh nữa không? Đánh nữa hay không? Nghe thấy những lời này, người ác tộc và nhóm Phàm Giản đều tỏ vẻ ngượng nghịu. Đánh nữa không? Bỗng Phàm Giản vươn tay chỉ lên trời, nhìn kìa. Những người khác nhìn theo, chỉ thấy cánh cửa đá vẫn sừng sững nơi chân trời chứ không biến mất. Thấy vậy, sắc mặt mọi người đều đanh lại. Diệp Huyên nói với Tuyết Sơn Vương, tiền bối có biết thế lực kia rốt cuộc là gì không? Tuyết Sơn Vương lắc đầu, ta đã cảm nhận được họ từ rất lâu trước kia. Nhưng khi ấy sức mạnh không đủ, không thể vạch ra thông đạo thời không. Diệp Huyên quay sang những người khác, ta có một kiến nghị cho chư vị. Chư vị hẳn cũng biết lão già kia tuy đã chết, nhưng đây không phải kết thúc mà chỉ là bắt đầu. Không bao lâu nữa, thế lực đằng sau cánh cửa kia sẽ ra tay với chúng ta. Mọi người im lặng. Diệp Huyên tiếp tục, cũng đừng đặt kỳ vọng lên ta. Ta không liên lạc được với muội muội. Nếu đối phương không chủ động dùng kiếm thanh huyên đi tìm thì muội ấy cũng sẽ không ra tay, hiểu chứ? Phàm Giản hỏi, muội muội của Diệp công tử hiện đang ở đâu? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Sau đó hắn rời đi. Đúng lúc ấy, một luồng khí tức khủng khiếp bỗng ùa ra từ trong cửa đá. Những người có mặt rối rít ngẩng lên. Diệp Huyên dừng lại, cảm thấy đau đầu.
Bà mẹ, còn không cho thời gian để chuẩn bị nữa. Rõ ràng là muốn đẩy người khác vào chỗ chết mà. Lúc này, cánh cửa đá mở ra, để một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người này khoác áo gấm, vừa bước ra đã khiến thời không khắp đất trời trở nên nhạt nhòa. Sắc mặt những người khác đanh lại khi thấy vậy. Người đàn ông nhìn xuống bọn họ, mỉm cười hỏi, ai là người giết ông lão ban nãy? Tất cả đồng loạt nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên đen mặt, chửi thầm một vạn câu đờ mờ trong lòng. Ánh mắt người đàn ông đặt trên người Diệp Huyên một hồi, đoạn lại nhìn những người khác, các ngươi không đùa chứ? Bọn họ lắc đầu lia lịa. Diệp Huyên, người đàn ông lại quan sát Diệp Huyên hồi lâu, sau đó khẽ cười. Trong ngươi không thể nào giết được người ở vô tâm cảnh. Diệp Huyên cau mày, vô tâm cảnh. Người đàn ông gật đầu, cảnh giới nơi chúng ta ở. Diệp Huyên, đó là nơi nào? Người đàn ông cười đáp, đạo lâm giới. Diệp Huyên lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Người đàn ông, bình thường thôi. Y nhìn Tuyết Sơn Vương, chúng ta vốn thuộc về hai thế giới, các ngươi có cuộc sống của các ngươi, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, nhưng các ngươi lại khăng khăng phá vỡ sự bình lặng này. Phàm Giản thốt lên, bọn ta không hề đi đến thế giới của các ngươi. Thật ra bọn họ cũng rất tò mò về đạo lâm giới kia, nhưng cũng biết trừ Tuyết Sơn Vương ra thì không ai có tư cách bước vào nơi ấy, bởi thực lực hai bên quá chênh lệch. Nếu cứ ngoan cố đi sang địa bàn người khác thì chẳng phải đang tìm chết hay sao? Người đàn ông lại cười, hai bên vốn có thể sống yên ổn, nhưng các ngươi lại giết người của chúng ta. Phàm Giản muốn nói lại thôi. Bỗng có một vị mệnh chi thánh giả sau lưng chỉ vào Diệp Huyên, chính là do hắn giết. Không liên quan đến chúng ta. Diệp Huyên liếc mắt nhìn người nọ, không lên tiếng. Người đàn ông lại nhìn hắn cười cười. Diệp Huyên quét mắt nhìn những người khác, ai nấy đều im lặng, không ai hé răng. Người đàn ông trung niên đứng trước cửa đá cười hỏi, là ngươi giết. Diệp Huyên nhếch mép đáp, đúng vậy. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Nếu vậy thì xem như ngươi đã cứu vũ trụ này một mạng, nhưng người nơi này lại muốn ruồng bỏ ngươi, có cảm nghĩ gì không? Diệp Huyên chỉ cười, không có. Người đàn ông trung niên, đã vậy thì theo ta một chuyến đi. Diệp Huyên, ta phản kháng được không? Đối phương gật đầu, được. Diệp Huyên im lặng. Phản kháng? Kiểu gì? Cho ông ta nếm mùi kiếm thanh huyên. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu cười. Người trước mắt trông không giống hạng não tàn. Cổ Sầu bỗng thốt lên, Diệp Huynh. Diệp Huyên nhìn sang, thấy hắn ta mỉm cười, việc này sao có thể để Huynh cáng đáng một mình. Diệp Huyên vội hỏi, người muốn giúp một tay. Cổ Sầu bật cười, ban nãy nếu không có Huynh thì ai trong chúng ta ngăn được lão già kia. Nay họ muốn trả thù, há có thể để Huynh một mình chịu trận. Diệp Huyên vội kéo hắn ta tới, ta đang chờ những lời này của cổ Huynh đấy. Giờ Huynh ra gánh một mình đi. Cổ Sầu cứng đờ. Mọi người. Cổ Sầu giật giật tay áo Diệp Huyên, người không khách khí chút được hả? Diệp Huyên nghiêm giọng, huynh đệ với nhau khách khí cái gì? Cổ Sầu do dự, hay là ngươi thử khách khí xem? Diệp Huyên lắc đầu, không. Cổ Sầu. Người đàn ông trung niên kia hỏi Cổ Sầu, người muốn giúp hắn gánh chịu. Cổ Sầu do dự, để ta nghĩ lại. Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên lắc đầu cười, các ngươi đang đùa ta. Cổ Sầu nói với Diệp Huyên, Diệp Huynh cho ta mượn kiếm dùng một chút được không? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên. Hắn vươn tay, để kiếm thanh huyên bay đến trước mặt Cổ Sầu. Cổ Sầu cầm kiếm, nhìn người đàn ông trung niên, nếu ta chết, xin Diệp Huynh giúp ta chăm sóc các tộc nhân. Diệp Huyên gật đầu, được. Mọi người. Cổ Sầu nhìn hắn, ngươi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, yên tâm, nếu ngươi chết, ta sẽ chăm sóc cho tộc nhân của ngươi chu đáo, trừ khi ta cũng chết. Người ác tộc, Cổ Sầu im lặng suốt một hồi mới than thở, kết nhầm bạn xấu rồi. Sau đó hắn ta quay sang người đàn ông trung niên, cười to, đến đây. Để ta xem cường giả đạo lâm giới là như thế nào. Nói xong, hắn ta biến mất. Người đàn ông trung niên vươn hai ngón tay ra, kẹp lại. Một tia kiếm quang bị chặn đứng giữa tay ông ta. Kiếm thanh huyên đã bị chặn lại, không thể cựa quậy. Người đàn ông trung niên cười, kiếm rất lợi hại. Rồi nhẹ nhàng dùng sức. Cổ Sầu lẫn kiếm thanh huyên bị đẩy lui đi vạn trượng. Khi hắn ta dừng lại, lập tức có một tấm lưới thời không đen xì phủ tới. Cổ Sầu biến sắc, vội vàng vung kiếm.
Xoẹt. Tấm lưới bị chém vỡ. Một tia dị thường lóe lên trong mắt người đàn ông trung niên, thanh kiếm của ngươi. Thú vị đấy. Cổ Sầu nhìn kiếm Thanh Huyên, thở dài, kiếm tốt. Sau đó cười cười nhìn Diệp Huyên, Diệp Huynh bị ổi quá thể đấy. Diệp Huyên đen mặt, đang muốn nói thì Cổ Sầu lại quay sang người đàn ông trung niên, tiếp. Nói xong, hắn ta biến mất. Một thanh kiếm bất thình lình chém xuống từ trên đầu người đàn ông trung niên. Ông ta bước lui một bước, để kiếm chém vào hư không. Cổ Sầu biến sắc, vội vung kiếm sang ngang đỡ lại. Kiếm Thanh Huyên run lên bần bật, Cổ Sầu lui lại vạn trượng. Khi hắn ta vừa dừng lại, người đàn ông trung niên bước tới một bước, tung ra cú đấm khiến không gian trước mặt Cổ Sầu vỡ ra. Cổ Sầu nheo mắt, lập tức sử dụng lĩnh vực thời không. Mảnh không gian bị vỡ hồi phục lại chỉ sau một khắc, lại có một thanh kiếm bất thình lình xuất hiện giữa trán người đàn ông trung niên. Nhưng nó vẫn bị hai ngón tay chặn lại. Người đàn ông trung niên khẽ dùng sức muốn kẹp vỡ kiếm Thanh Huyên, nhưng phát hiện ông ta không làm được. Khi ông ta cau mày, Cổ Sầu vận sức. Theo tiếng nổ đinh tai vang lên, Cổ Sầu lẫn kiếm bị đẩy đi mấy vạn trượng, rơi vào một vùng thời không bí ẩn đen nhánh. Từ trong đó bỗng xuất hiện vô số thần lôi đen đặc, khiến đồng tử Cổ Sầu rụt lại. Thần lôi nghiêng nghiêng giáng xuống. Thời không rúng động. Cổ Sầu vội vàng đâm kiếm Thanh Huyên hướng lên. Quỳnh. Một tia thần lôi bị kiếm đâm thủng, ầm ầm vỡ nát. Như thái đậu hũ, người đàn ông trung niên nơi xa thấy thế thì cau mày, thanh kiếm này. Ngay cả Cổ Sầu cũng ngẩn ngơ, hắn ta nhận ra cho dù mình đã rơi vào vùng thời không bí ẩn nhưng lại không hề cảm nhận được nguy hiểm. Thanh kiếm này quá sức kỳ diệu. Người đàn ông trung niên cười, thanh kiếm này thật sự là quá thú vị. Ông ta bước tới, đưa tay làm động tác ấn xuống. Từ phía trên Cổ Sầu, một thanh trường thương mang theo sức mạnh khổng lồ ầm ầm lao xuống. Đồng tử Cổ Sầu rụt lại, vội vung kiếm lên đỡ. Cùng lúc ấy, thời không bốn phía hòa làm một cùng hắn ta. Vùng thời không nơi Cổ Sầu đứng chấn động kịch liệt, còn bị lõm vào nhưng lại không vỡ ra. Nó đã cắn răng chặn được cây thương khủng bố kia. Người đàn ông trung niên nheo mắt, một thương vừa rồi của ta đã vượt quá phạm vi thời không, vậy mà ngươi hợp nhất cùng thời không lại chịu được. Ánh mắt ông ta nhìn vào kiếm Thanh Huyên, là vì thanh kiếm này. Cổ Sầu nhìn kiếm Thanh Huyên với vẻ phấn khích tột độ. Hắn ta nhận ra nhờ có nó mà lĩnh vực thời không của mình mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Một khi có nó gia tăng sức mạnh, thời không sẽ trở nên kiên cố đến mức cường giả vượt qua thời không như người đàn ông trung niên này cũng không làm gì được. Quá mức kinh khủng. Hắn ta quay lại nói với Diệp Huyên, hay Diệp Huynh tặng nó cho ta nhé. Diệp Huyên cười, ngươi thử cảm nhận nó rồi hỏi muội muội ta xem có đồng ý không đi. Khóe miệng Cổ Sầu giật giật, xem như ta chưa nói gì. Hắn ta có ngu đâu mà muốn chết. Cổ Sầu nhìn người đàn ông trung niên, chỉ thấy ông ta vung tay lên. Cây trường thương lại phá không lao đến trước mặt. Hắn ta giơ kiếm chém xuống. Trường thương bị chặn lại, nhưng sức mạnh khổng lồ của nó hất văng kiếm Thanh Huyên ra khỏi tay hắn. Trong nháy mắt kiếm rời tay, đồng tử Cổ Sầu rụt lại khi cảm nhận được cái chết đến gần. Hắn ta vặn mình nhanh như chớp, nhưng vẫn muộn. Phập! Cây thương đâm xuyên qua ngực phải hắn ta. Khi dừng lại, Cổ Sầu đã rơi vào thời không tối om, và thần lôi lại xuất hiện. Cổ Sầu biến sắc kịch liệt, vội la lên, Diệp Huynh cứu mạng. Không có kiếm Thanh Huyên, hắn ta tuyệt đối không ngăn được thần lôi. Bỗng có một tia kiếm quang bay vào vùng thời không, chính là kiếm Thanh Huyên. Cổ Sầu vội vàng cầm lấy chuôi kiếm, lập tức được nó đưa ra ngoài. Nhưng hắn ta lại bị một luồng sức mạnh hùng hậu khóa cứng thân thể, không tài nào nhúc nhích. Người đàn ông trung niên cười hỏi Diệp Huyên, kiếm rất thú vị. Diệp Huyên, ông định làm gì? Người đàn ông trung niên, giết người, nhưng không phải ngươi. Thấy ánh mắt ông ta lia sang, Tuyết Sơn Vương bình tĩnh lên tiếng, giết ta. Người đàn ông trung niên cười, ngươi từng nói vì chúng ta không cho tài nguyên nên ngươi sẽ tự mình đi lấy. Tuyết Sơn Vương nhìn lại, không chút sợ hãi, phải. Người đàn ông trung niên cười, vậy thì đến đây. Dứt lời, ông ta bước tới, cây thương kia rời khỏi ngực Cổ Sầu. Một khắc sau đã xuất hiện trước mặt Tuyết Sơn Vương. Tuyết Sơn Vương biến mất. Người đàn ông trung niên cười, bao trùm thời không. Ông ta vung tay gọi trường thương đến, sau đó đâm về bên phải.
Doạt! Thời không bị xé rách, một vòi máu tươi bắn ra, kèm theo một bóng người bay ngược. Tuyết Sơn Vương! Khi ấy, người đàn ông trung niên lại vung tay lên. Ầm! Tấm lưới thời không màu đen bắt lấy Tuyết Sơn Vương. Lệ khí lóe lên trong mắt, ông ta tung ra cú đấm. Ầm! Tấm lưới biến dạng nhưng không bị vỡ. Tuyết Sơn Vương đang định ra tay tiếp thì người đàn ông trung niên kia biến mất. Đồng tử Tuyết Sơn Vương rụt lại, giơ hai tay lên đỡ. Phập! Một cây thương xuyên thấu qua tay ông ta, cắm thẳng vào trán. Ầm! Thân thể Tuyết Sơn Vương cứng đờ. Sắc mặt đám người phàm giản trở nên nghiêm trọng chưa từng có. Tuyết Sơn Vương vô địch cứ thế bị giết ư? Người đàn ông trung niên cười nói, ngươi cho rằng bao trùm thời không rất lợi hại ư? Đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Tuyết Sơn Vương dương ánh mắt mờ mịt nhìn cánh cửa đá. Tu hành 10 triệu năm, một mai hóa hư vô. Thành quả suốt 10 triệu năm của ông ta chỉ là bước khởi đầu trong mắt người khác ư? Tuyết Sơn Vương nhìn cánh cửa đá, thân thể và linh hồn càng trở nên mờ nhạt. Ông ta chết rồi, bầu không khí im lặng như một nấm mồ. Tuyết Sơn Vương vô địch vậy mà chết rồi, sắc mặt cổ sầu trở nên ảm đạm. Tuy hắn ta và Tuyết Sơn Vương là địch nhưng thấy đối phương bỏ mạng nơi này cũng không tránh khỏi thương cảm. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng vươn tay làm động tác bắt lấy. Một chiếc nhẫn chứa đồ rơi vào tay hắn. Là nhẫn của Tuyết Sơn Vương. Hắn nhìn nó một cái rồi tỉnh bơ cất vào. Mọi người! Bỗng một tên mệnh chi thánh giả đứng sau phàm giản chỉ vào hắn, hắn mới là thủ phạm giết người bên các ngươi, sao không tính sổ với hắn? Người đàn ông trung niên liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi biết vì sao ta dám giết Tuyết Sơn Vương không? Vì hắn không giết được người của chúng ta. Ông ta lại nhìn Diệp Huyên, còn vì sao ta không giết tiểu huynh đệ này? Vì hắn giết được người của chúng ta, nên cũng có khả năng giết được ta. Vốn đã không có thâm thù đại hận, vì sao ta phải ra tay với hắn? Ông ta mỉm cười, đạo lâm giới chúng ta thật ra vô cùng hiếu khách, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đủ mạnh. Mọi người! Những lời này của người đàn ông trung niên khiến mọi người được mặt ra. Mà cha nó! Khác gì nói đạo lâm giới hiếu khách hay không hoàn toàn dựa vào thực lực của đối phương. Diệp Huyên cũng ngây ngẩn. Hắn cứ tưởng đối phương sẽ muốn tiêu diệt hắn. Thì ra là không. Có hơi không hợp lẽ thường. Người đàn ông trung niên cười hỏi hắn, tiểu huynh đệ có hứng thú đến đạo lâm giới chúng ta không? Diệp Huyên chần chừ, các hạ xưng hô thế nào? Người đàn ông trung niên, Trung Sơn Vương. Diệp Huyên cau mày, Trung Sơn Vương. Người đàn ông trung niên gật đầu, ta là Trung Sơn Vương của đạo lâm quốc. Ngươi biết nơi ấy không? Chắc là không, nhưng không sao, ta có thể giới thiệu cho nghe. Nơi chúng ta ở là đạo lâm giới, còn đạo lâm quốc được đặt tên theo đó. Hiểu chứ? Mọi người! Trung Sơn Vương cười với Diệp Huyên, tiểu huynh đệ, thế giới này quá mức hạn hẹp, văn minh võ đạo lại quá thấp, không thích hợp để phát triển. Ngươi có hứng thú đến đạo lâm giới chúng ta không? Ông ta nhìn cổ sầu, ngươi cũng có thể đi. Cổ sầu do dự, hỏi tất cả chúng ta có thể đi luôn không? Trung Sơn Vương lắc đầu, ta chỉ có thể dẫn theo ba người. Ba người. Sắc mặt những người còn lại trở nên quái dị. Người này đặc biệt xuống đây để lựa người sao? Cổ sầu hỏi Diệp Huyên, người có đi không? Diệp Huyên hỏi Trung Sơn Vương, chúng ta có thể không đi không? Trung Sơn Vương cười, tất nhiên. Nhưng ta phải nhắc nhở một điều, các ngươi có biết lão già vừa bị giết kia là ai không? Chính là người của đạo lâm chấp pháp tông. Không bao lâu nữa, người của họ sẽ tìm đến đây, mà cũng không có thân thiện như ta đâu. Cổ sầu ngạc nhiên, thì ra các người không cùng một phe ư. Trung Sơn Vương nghiêm túc nói, tất nhiên. Mọi người. Thì ra ông ta và lão già kia không cùng một phe. Diệp Huyên chần chừ một hồi rồi hỏi, vì sao tiền bối muốn đưa chúng ta đến đạo lâm giới? Trung Sơn Vương cười, ta thấy hai bên đang lãng phí thời gian đấy. Nhắc lại, không đầy nửa khắc đồng hồ nữa, người của đạo lâm chấp pháp tông sẽ đến. Khi ấy các ngươi sẽ phải đối mặt với rất nhiều siêu cường giả. Nghe vậy, sắc mặt cổ sầu trở nên khó coi. Trung Sơn Vương nói với Diệp Huyên, đặc biệt là ngươi. Nếu để họ biết người của họ là do ngươi giết, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu ngươi bằng lòng theo ta đến đạo lâm giới, ta có thể giải quyết việc này. Diệp Huyên và cổ sầu liếc nhìn nhau, cổ sầu nói, ta đi. Trung Sơn Vương hỏi Diệp Huyên, còn ngươi?
Diệp Huyên cười khổ, ta còn lựa chọn nào khác sao? Trung Sơn Vương cười cười, có vẻ như là không. Phàm Giản bỗng lên tiếng, các hạ vừa nói còn một vị trí đúng không? Trung Sơn Vương quan sát nàng ta, người muốn theo. Phàm Giản gật đầu. Trung Sơn Vương cười, cho ta một lý do. Phàm Giản nhìn Cổ Sầu và Diệp Huyên, vì sao ông chọn họ? Trung Sơn Vương chỉ vào Cổ Sầu, tên này có tài năng ngút trời, chỉ cần ta huấn luyện thêm là Đạo Lâm Quốc sẽ có thêm một siêu thiên tài. Phàm Giản chỉ Diệp Huyên, còn hắn. Trung Sơn Vương nhìn Diệp Huyên, cười nói, hắn có chống lưng. Nếu ngươi cũng có thì có thể theo ta. Mọi người. Phàm Giản trở nên mất tự nhiên hẳn. Một chi mệnh thánh giả đứng sau nàng ta bỗng lên tiếng, nếu các hạ phải lựa chọn một trong hai người họ thì sẽ chọn ai? Cổ Sầu. Hay Diệp Huyên. Mọi tầm mắt đổ dồn vào Trung Sơn Vương. Ông ta chỉ vung tay lên. Chi mệnh thánh giả vừa lên tiếng bị mạt sát. Trung Sơn Vương cười, thứ rác rưởi không có chút thực lực mà cũng dám khích bác Ly Gián trước mắt bổn vương. Thật tình. Những chi mệnh thánh giả khác không dám hó hé nữa. Trung Sơn Vương cười nói với Cổ Sầu và Diệp Huyên, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi thôi. Cổ Sầu quay lại nhìn tộc nhân ác tộc, từ giờ trở đi, Cổ Bác sẽ trở thành tộc trưởng ác tộc. Thấy họ còn muốn nói gì đó, Cổ Sầu tiếp lời, đây là lựa chọn của ta. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Tộc nhân ác tộc nhìn nhau rồi đồng loạt quỳ xuống, cung tiễn tộc trưởng. Bọn họ biết đây chính là cơ hội thay đổi số mệnh đối với Cổ Sầu. Mà một khi vận mệnh hắn ta thay đổi, vận mệnh ác tộc cũng sẽ thay đổi. Là chuyện tốt. Cổ Sầu gật đầu rồi quay sang Trung Sơn Vương, chúng ta đi thôi. Ông ta cười, được. Sau đó đưa Diệp Huyên và Cổ Sầu đi về phía chân trời. Nhóm Phàm Giản nhìn bọn họ đi với gương mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Tuyết Linh Lung chỉ lặng lặng nhìn mãi. Sau khi bước vào cửa đá, ba người nhanh chóng lên đường. Diệp Huyên bỗng hỏi, vì sao tiền bối lại giết Tuyết Sơn Vương? Trung Sơn Vương cười đáp, tính tình ngạo mạn, tự cho mình là đúng, giữ lại cũng vô dụng. Cổ Sầu, người có bản lĩnh thì luôn kiêu ngạo. Trung Sơn Vương, nói rất đúng, nhưng trong mắt chúng ta, hắn chẳng có bản lĩnh gì cả. Cổ Sầu cười khổ, ta thấy ông ta giỏi hơn ta nhiều ấy chứ. Trung Sơn Vương lắc đầu, không, vì hắn tu luyện lâu hơn ngươi mà thôi. Nếu hai người đến từ cùng một thời đại, người sẽ không thua, hơn nữa tâm tính người khá hơn. Diệp Huyên bỗng hỏi, còn ta? Trung Sơn Vương nhìn hắn, người lại quá bí ẩn, ta nhìn không ra. Diệp Huyên, vậy ông dẫn ta đến Đạo Lâm giới làm gì? Trung Sơn Vương cười, xem như làm việc tốt đi. Diệp Huyên còn muốn hỏi thì cảm nhận được ba khí tức mạnh khủng khiếp xuất hiện nơi xa. Trung Sơn Vương mở miệng, chốc nữa các ngươi đừng nói gì cả, để ta. Ông ta vừa dứt lời, đã thấy ba lão già mặc áo đen xuất hiện trước mặt họ. Người đi đầu lên tiếng, thì ra là Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương cười, ra là Cốc Nhất trưởng lão từ Chấp Pháp Tông. Lão già tên Cốc Nhất liếc nhìn Cổ Sầu và Diệp Huyên, hỏi, hai người này là. Trung Sơn Vương, ông vừa hỏi, ta chợt nhớ ra một việc. Ba vị đang định đi xuống đó đúng không? Cốc Nhất gật đầu, người của chúng ta vừa bỏ mạng ở nơi ấy, chúng ta. Trung Sơn Vương ngắt ngang, ta đã giết kẻ ấy rồi. Cốc Nhất nhìn ông ta, giết. Trung Sơn Vương gật đầu, các ông hẳn là biết kẻ này, chính là tên Tuyết Sơn Vương dám cản rỡ tuyên bố sẽ cướp tài nguyên của Đạo Lâm giới chúng ta, đúng là không biết sống chết. Ông ta khẽ phất tay, gọi ra một chuỗi hình ảnh. Chính là quá trình ông ta giết Tuyết Sơn Vương, chỉ không hề có âm thanh mà thôi. Thấy Trung Sơn Vương quả thật đã giết Tuyết Sơn Vương, ba người Cốc Nhất nhìn nhau. Cốc Nhất hỏi, có thật là người của chúng ta do Tuyết Sơn Vương giết? Trung Sơn Vương gật đầu, là thật. Ông ta thở dài, tiếc rằng ta đã đến muộn, bằng không chắc chắn có thể cứu vị ấy. Cốc Nhất nhìn Cổ Sầu và Diệp Huyên, hai người này là. Trung Sơn Vương cười, hai tiểu tử cũng thú vị, tư chất tạm được. Các ông cũng biết Đạo Lâm quốc ta gần đây thiếu hụt nhân thủ, nên mới bất đắc dĩ. Cốc Nhất gật đầu, ta hiểu. Trung Sơn Vương ra vẻ trần trừ, thì, các ông xem, ta giúp các ông báo thù rồi, có phải các ông nên bày tỏ chút lòng? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên và Cổ Sầu trở nên kỳ quặc. Má nó chứ, cái đức hạnh kiểu vẹo gì thế này?
sắc mặt ba người Cốc Nhất cũng không khá hơn là bao. Sau một hồi do dự, Cốc Nhất mới nói, Trung Sơn Vương, ông. Trung Sơn Vương chỉ cười, không cần nhiều đâu, cho ta mượn 10 thần mạch là được. Cốc Nhất biến sắc, Trung Sơn Vương, ông đang đòi hỏi quá đáng đấy. Chỉ giết một người mà đòi 10 thần mạch, sao không đi ăn cướp luôn đi, ông. Trung Sơn Vương, vậy thì năm. Cốc Nhất giận dữ, tuyệt đối không. Chúng ta không hề nhờ vả ông báo thù, là chính ông tự giết. Trung Sơn Vương còn muốn nói gì đó thì Cốc Nhất đã phẩy tay cáo từ. Sau đó lão ta và hai người kia biến mất trong chớp mắt. Trung Sơn Vương lẳng lặng nhìn theo. Cổ Sầu, tiền bối còn bận tâm gì sao? Trung Sơn Vương thì thầm, ban nãy lão ta chú ý các ngươi. Sau đó nhìn Diệp Huyên, tiểu tử, có thể ta sẽ không bao che được cho ngươi. Bọn họ chắc chắn sẽ xuống đó điều tra, khi ấy việc ngươi giết lão kia cũng sẽ bại lộ. Diệp Huyên không nói gì. Trung Sơn Vương, ngươi phải đi. Diệp Huyên cười khổ, đi đâu? Trung Sơn Vương, chỉ có một thế lực không sợ chấp pháp tông, đó chính là Linh Sơn. Chỉ cần ngươi có thể gia nhập, mà Linh Sơn lại bằng lòng bảo vệ ngươi thì sẽ không thành vấn đề. Diệp Huyên cau mày, Linh Sơn ư? Trung Sơn Vương gật đầu, đưa cho hắn một phong thư, ta quen biết một vị trưởng lão Linh Sơn tên Ngôn Bán Sơn. Ngươi đi tìm nàng ấy rồi tìm cách gia nhập vào môn hạ, khi ấy sẽ không phải sợ chấp pháp tông nữa. Diệp Huyên vừa mở miệng thì ông ta nói tiếp, cáo từ nhé, tiểu huynh đệ. Sau đó mang Cổ Sầu biến mất. Để lại Diệp Huyên ngu người tại chỗ. Cổ Sầu hỏi, tiền bối, vì sao lại? Trung Sơn Vương thở dài, không phải ta không muốn bảo vệ hắn mà là không thể. Vị huynh đệ của ngươi không hề đơn giản, nhất là thanh kiếm trong tay hắn. Nó không chỉ vượt qua phạm vi thế giới của các người, mà cũng thoát đại lâm giới chúng ta. Ông ta quay đầu nhìn lại, thì thầm, ta cũng muốn dựa dẫm vào hắn lắm chứ, nhưng sau lưng ta có quá nhiều người, ta không thể dùng mạng sống của họ để đánh cược. Thôi thì để hắn đến gây họa cho Linh Sơn vậy. Linh Sơn. Khi Diệp Huyên đến Linh Sơn, hắn đã choáng váng. Linh Sơn này là một sườn núi nhỏ, nếu không có tấm biển gỗ lụp sụp ở nơi không xa phía trước. Trên đó viết hai chữ Linh Sơn thì hắn đã nghĩ mình đi sai đường rồi. Trên sườn núi nhỏ này chỉ có vài gian nhà lá. Linh Sơn. Diệp Huyên cảm thấy, gọi là Khiếu Sơn thì thích hợp hơn. Làm sao đây? Diệp Huyên im lặng hồi lâu rồi vẫn đi về phía Linh Sơn. Đã tới rồi dù gì cũng phải lên xem chứ, đúng không? Khi lên đến đỉnh Linh Sơn, đập vào mắt là một căn nhà lá tồi tàn, trước gian nhà có một ông lão đang quét sân. Ông lão ăn mặc rất giản dị, mái tóc bạc trắng, trông rất tang thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyên hơi sững lại, dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ của hắn, tất cả những ông lão quét dọn ở nơi thế này hầu hết đều là cường giả tuyệt thế. Diệp Huyên đi tới trước mặt ông lão, hơi cúi đầu hành lễ, bái kiến tiền bối. Ông lão chẳng thèm nhìn Diệp Huyên, tiếp tục quét sân. Diệp Huyên cũng không thấy ngượng, hắn liếc nhìn xung quanh rồi hỏi, tiền bối. Linh Sơn chỉ có một mình ông thôi sao? Ông lão vẫn không nói gì. Lúc này, Diệp Huyên lấy kiếm Thanh Huyên ra đưa cho lão, tiền bối thấy thanh kiếm này của ta có đẹp không? Ông lão dừng lại, nhìn kiếm Thanh Huyên với vẻ mặt bình tĩnh, vẫn không lên tiếng. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, tiền bối sờ thử đi. Nói xong hắn đưa kiếm Thanh Huyên tới trước mặt ông lão. Ông lão nhìn Diệp Huyên, vẫn không nói gì. Khi Diệp Huyên đang định nói thì ông lão chợt cầm lấy kiếm Thanh Huyên, một lát sau lão khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng buông kiếm Thanh Huyên ra, nhìn hắn, im lặng. Diệp Huyên trầm giọng bảo, tiền bối, bắt đầu từ bây giờ ta cũng là người của Linh Sơn này. Nói xong hắn nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc hắn đã tới trước một gian nhà lá, bên trong nhà lá có 5-6 tấm linh bài. Diệp Huyên cũng chẳng quan tâm nhiều, hơi cúi đầu, bái kiến các vị tổ sư ra, bắt đầu từ bây giờ. Diệp Huyên ta chính là người của Linh Sơn. Các tổ sư gia yên tâm, ta sẽ khiến Linh Sơn trở nên hưng thịnh. Ông lão phía sau cau mày, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, lão ta lại nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, ngay sau đó, lông mày của lão chậm rãi giãn ra. Đúng lúc này, một luồng hơi thở đáng sợ đột nhiên ập tới từ trên trời, nhưng khi luồng hơi thở này chuẩn bị tới gần Linh Sơn thì lại biến mất không thấy tăm hơi, dưới chân núi xuất hiện một ông lão. Chính là trưởng lão của chấp pháp tông Cốc Nhất, nhìn thấy Cốc Nhất, mí mắt Diệp Huyên nhảy lên, quả nhiên ông già này đã xuống dưới để điều tra.
Cốc Nhất lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, sau đó nhìn ông lão trước mặt hắn, chắp tay lại, vãn bối bái kiến lão Huyền. Vãn bối. Nghe vậy, khóe mắt Diệp Huyên giật giật, quả nhiên ông lão này là một người hết sức lợi hại. Lão Huyền nhìn Cốc Nhất, không nói lời nào. Cốc Nhất do dự rồi bảo, lão Huyền, thiếu niên này giết người của chấp pháp tông ta, hắn. Diệp Huyên đột nhiên nói, các hạ, bây giờ ta đã là người của Linh Sơn rồi. Cốc Nhất hơi sững sờ, sau đó càng thêm tức giận, sao có thể thế được? Linh Sơn sao có thể thu nhận ngươi? Ngươi! Diệp Huyên xòe tay nhún vai, vừa nãy ta đã gia nhập vào Linh Sơn rồi. Cốc Nhất nhìn chằm chằm vào hắn, Linh Sơn đã 300 vạn năm không nhận ai, sao có thể nhận người như ngươi? Diệp Huyên phẫn nộ, lão tử đơn phương gia nhập, có được không? Nghe vậy, Cốc Nhất thẳng thốt. Đơn phương gia nhập, thế này là thế nào? Lão Huyền không khỏi nhìn Diệp Huyên, trên khuôn mặt bình tĩnh cuối cùng cũng có một chút thay đổi. Cốc Nhất nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nếu không phải đang ở Linh Sơn thì ông ta đã ra tay từ lâu rồi. Ông ta cũng muốn ra tay, nhưng ông ta không dám. Nơi này là Linh Sơn. Ông ta không gánh chịu nổi hậu quả. Nhưng điều khiến ông ta thắc mắc là sao Lão Huyền lại dung túng cho tên này quấy rối trên Linh Sơn như vậy. Lúc này, Lão Huyền đã tiếp tục quét sân. Cốc Nhất nhìn Diệp Huyên với sắc mặt hơi khó coi, Diệp Huyên, người ta không nói nhận ngươi, sao ngươi vẫn không biết xấu hổ mà ở trên đó vậy? Ngươi không cần thể diện nữa à? Diệp Huyên tức giận đáp, thể diện có tác dụng gì? Ông nói cho ta biết có tác dụng gì đi. Cốc Nhất sững sờ. Mẹ kiếp! Ông ta sống cả nghìn vạn năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy người không biết xấu hổ như thế này. Đây là tên kỳ quái gì vậy? Lão Huyền đang quét sân cũng vô thức nhìn Diệp Huyên lần nữa. Cốc Nhất mặc kệ Diệp Huyên, nhìn về phía Lão Huyền, Lão Huyền, tông chủ bảo ta đến đưa người này đi, bây giờ. Mặt Lão Huyền không chút cảm xúc, trong Linh Sơn, không được động thủ. Cốc Nhất hơi khó xử. Linh Sơn đang muốn bảo vệ tên này sao? Không được động thủ. Chắc chắn Diệp Huyên sẽ không ngoan ngoãn đi theo ông ta. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên. Linh Sơn không nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi cứ ở lại trên Linh Sơn, ngươi không biết ngại à? Diệp Huyên nói, ta không biết ngại. Cốc Nhất giận dữ quát, ngươi giữ lại chút thể diện đi được không? Diệp Huyên thản nhiên đáp, ta không cần thể diện. Nét mặt Cốc Nhất cứng đờ, phổi gần như nổ tung. Hắn là tên sinh vật lạ gì thế? Sau một lúc, Cốc Nhất dần bình tĩnh lại, ông ta phát hiện tình hình có điều gì đó không ổn. Tại sao Lão Huyền lại mặc cho Diệp Huyên quậy phá trên Linh Sơn? Đây mới là mấu chốt vấn đề. Diệp Huyên không quan tâm đến Cốc Nhất, quay người bước sang một bên rồi khoanh chân ngồi xuống, tiến vào tiểu tháp. Tu luyện. Đối với hắn, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu bây giờ là nâng cao thực lực của mình. Thực lực mới là vương đạo. Thấy Diệp Huyên đi vào tiểu tháp tu luyện, sắc mặt Cốc Nhất ở phía dưới chợt trở nên khó coi. Cốc Nhất nhìn ông lão. Trần Trừ cất lời, Lão Huyền. Lão Huyền chẳng thèm để ý đến ông ta, quay người tiếp tục quét sân. Cốc Nhất im lặng một lúc, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ông ta quyết định thử xem. Nếu Lão Huyền có thể để cho Diệp Huyên quậy phá trên Linh Sơn, vậy ông ra tay, đối phương cũng chưa chắc đã ra tay. Mạnh dạn lên. Nghĩ đến đây, Cốc Nhất chợt biến mất tại chỗ, đi thẳng đến nơi Diệp Huyên đang ngồi trên Linh Sơn. Nhưng khi ông ta đang định đến gần Diệp Huyên thì Lão Huyền chợt phất tay áo. Chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, Cốc Nhất lập tức bị đẩy về chỗ cũ, khi ông ta dừng lại thì một dòng máu đã chảy ra từ trong miệng. Cốc Nhất ngẩn người. Ông ta nhìn Lão Huyền trên núi, Lão Huyền. Lão Huyền lạnh lùng nhìn Cốc Nhất, nếu còn ra tay lần nữa thì thần hồn của ngươi sẽ bị phá hủy. Cốc Nhất hơi ngơ ngác, Lão Huyền, vì sao, ông không ra tay với hắn mà lại ra tay với ta? Lão Huyền nhìn Cốc Nhất, đôi mắt hơi híp lại, cút đi. Trong lòng Cốc Nhất sửng sốt, sợ hãi nhưng không dám nói thêm gì, lập tức quay lưng rời đi. Trên Linh Sơn, Lão Huyền liếc mắt về phía Diệp Huyên đang ngồi khoanh chân, im lặng không lên tiếng. Sâu trong dãy núi ở một nơi khác, sau khi dừng lại, vẻ mặt Cốc Nhất đã khó coi đến cực điểm. Một lúc sau, ông ta nhìn về hướng Linh Sơn rồi mới xoay người rời đi. Chuyện này đã không còn trong khả năng quản lý của ông ta nữa rồi. Bởi vì bây giờ Linh Sơn đã bảo vệ Diệp Huyên hết sức rõ ràng.
trên Linh Sơn, trong tiểu tháp. Diệp Huyên cảm thấy hơi nhức đầu, vì mệnh thể cảnh của hắn hiện tại, đừng nói là ở đạo lâm giới, cho dù ở dưới đạo lâm giới thì cảnh giới này của hắn cũng ở mức độ vô cùng thấp. Ở đạo lâm giới thì lại càng thấp hơn. Phải tìm cách nâng cao cảnh giới và kiếm đạo. Tu luyện. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện. Dù sao hắn cũng có đủ tài nguyên để tu luyện, sau khi Tuyết Sơn Vương chết, tài nguyên của ông ta đã rơi hết vào tay hắn. Độ giàu có của hắn bây giờ đủ sánh ngang với một đất nước. Trong tiểu tháp, tu luyện bất kể năm tháng. Chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua. Mà lúc này hắn đã đạt tới mệnh hồn cảnh, tiếp theo, hắn bắt đầu chạy nước rút để tới mệnh thần. Lúc tu luyện hắn cũng không nhàn rỗi, hắn đã đi quanh Linh Sơn một vòng, đương nhiên Linh Sơn vốn cũng không lớn. Mà tại nhà lá trên Linh Sơn, hắn tìm thấy một số sách cổ, không phải công pháp võ kỹ gì mà là một số sách linh tinh, nhưng từ những cuốn sách linh tinh này, hắn đại khái hiểu được về đạo lâm giới và Linh Sơn. Văn minh võ đạo của đạo lâm giới được tính là cấp 9, cũng là nền văn minh cao nhất ngoài nền văn minh cấp thần đã biết hiện tại. Dưới đạo lâm giới có vô số vũ trụ, nhưng người của các vũ trụ phía dưới này đều bị đạo lâm giới phong ấn, giống như táng vực vậy, người ở bên dưới không cảm nhận được sự tồn tại của đạo lâm giới, mà đạo lâm giới cũng chẳng có hứng thú với hạ giới. Thật ra, trước đây đạo lâm giới cũng là nền văn minh dưới cấp 9, nhưng có một khoảng thời gian, đạo lâm giới xuất hiện một thiên tài siêu cấp, Quân Đạo Lâm. Người này đã tạo ra một cảnh giới chưa bao giờ có, vô. Tại sao lại là vô? Nghĩa là hoàn toàn nhảy ra khỏi cảnh giới, không ở trong bất kỳ cảnh giới này, cũng không bị cảnh giới ràng buộc. Tâm ta tự tại, ý niệm ta tự tại, thân ta tự tại, hồn ta tự tại, đạo ta tự tại. Vì sao lại tự tại? Mặc kệ thời không, mặc kệ thời gian, mặc kệ sinh mệnh, mặc kệ đại đạo, nhảy ra khỏi mọi thứ, vì thế có được tự tại. Đây là lý niệm võ đạo Quân Đạo Lâm đưa ra ban đầu. Còn ông ta cũng là cường giả tuyệt thế đầu tiên trong lịch sử thoát khỏi cảnh giới, đạt đến đại tự tại. Vô cảnh. Cũng chính vì vậy, ông ta đã đưa đạo lâm giới đạt tới nền văn minh cấp 9, mà ban đầu đạo lâm giới vốn không tên là đạo lâm giới, nhưng để tưởng niệm cường giả tuyệt thế này nên thế giới đã được đổi tên thành đạo lâm giới. Mà sau Quân đạo lâm giới không còn ai đạt đến vô cảnh nữa. Bởi vì nó quá khó, quá khó. Ngay cả nhân vật truyền kỳ sau này của đạo lâm giới là A Đạo Linh cũng chỉ mới đạt tới bán bộ vô cảnh, mà bà ấy cũng chính là người sáng lập ra Linh Sơn. A Đạo Linh cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, nghe nói từ lúc bà ấy bắt đầu tu luyện đến bán bộ vô cảnh chỉ mất chưa đầy 30 năm. Đọc đến đây, Diệp Huyên không kìm được hổ thẹn toát mồ hôi lạnh. 30 năm! Mẹ kiếp! Bà ấy nhảy cóc kiểu gì vậy? A Đạo Linh cũng là cường giả tuyệt thế có hy vọng đạt đến vô cảnh nhất đạo lâm giới hiện tại, nhưng trăm vạn năm trước, A Đạo Linh trên Linh Sơn đột nhiên ra đi, chỉ để lại một đệ tử. Ngày đó, mọi người đều cho rằng A Đạo Linh đã đạt tới vô cảnh, nhưng khi bà ấy rời đi lại không có động tĩnh gì. Không ai biết bà ấy đã đi đâu, càng không biết có phải bà ấy đã đạt đến vô cảnh rồi hay không. Trong gian nhà lá, Diệp Huyên gập cuốn sách cổ trên tay lại, im lặng. Vô cảnh. Hắn quay đầu nhìn bầu trời bên ngoài gian nhà, trong mắt thoáng qua vẻ mờ mịt. Vô cảnh của đạo lâm giới. Hình như có liên quan một chút đến Thanh Nhi và phụ thân. Cuộc sống như thiếu gia của mình có phải sắp kết thúc rồi không? Liệu phụ thân có bị người khác đánh chết không? Người đàn ông áo xanh. Ngày tháng tu luyện rất khô khan, nhưng dù khô khan đến đâu cũng phải tu luyện. Sau khi hiểu về đạo lâm giới, Diệp Huyên cảm thấy rất ngột ngạt, áp bức. Văn minh võ đạo của đạo lâm giới cho dù chưa đạt tới trình độ như phụ thân và Thanh Nhi, nhưng chắc chắn cũng gần bằng. Nói cách khác, cuộc sống như thiếu gia của hắn có thể sẽ một đi không trở lại. Điều đáng nói là, khi Diệp Huyên tu luyện thì Dương Niệm Tuyết đã đạt đến mệnh chi cảnh. Đúng như hắn dự đoán, mệnh chi của Tuyết tỷ không phải mệnh chi cảnh bình thường, trình độ của tỷ ấy còn mạnh hơn thập nhị mệnh chi thánh giả lúc trước, có khả năng chỉ đứng sau cấp bậc của Tuyết Sơn Vương và Cổ Sầu. Ngoài ra, Hư Vọng cũng đã đạt đến mệnh chi cảnh. Nhưng Diệp Huyên vẫn chưa cho hai cô gái đi ra, vì bây giờ bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ là hắn không ngờ Tuyết tỷ vẫn lén chuồn đi mất. Hắn nổi cơn tam bành. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, thay vì lo lắng cho Tuyết chủ, người hãy lo lắng cho bản thân mình đi. Dù sao,
Theo như ta biết, Tuyết chủ là người quan trọng trong lòng chủ nhân sẽ không để nàng gặp nguy hiểm gì đâu, ngược lại là người đó, người hiểu mà. Diệp Huyên đen mặt, ta hiểu cái đầu ngươi ấy. Nếu không vì vẫn phải tu luyện trong tiểu tháp thì hắn thật sự muốn bán tiểu tháp đi. Diệp Huyên mặc kệ tiểu tháp, bắt đầu tu luyện cùng hư vọng. Hắn quyết định bồi dưỡng hư vọng trở thành một kiếm tu siêu cấp. Đây là người của mình. Phải đào tạo cẩn thận. Khoảng 10 năm sau, Diệp Huyên đã đạt đến mệnh thần cảnh. Ngày hôm nay, Diệp Huyên đạt đến mệnh thần cảnh và ra khỏi tiểu tháp, hắn nướng một con cừu mang đến cho lão Huyền, hắn phát hiện mỗi ngày lão ta chỉ quét sân chứ không làm gì khác. Diệp Huyên xé đùi cừu ra đưa cho lão Huyền ăn đi. Lão Huyền liếc nhìn Diệp Huyên, nhưng không từ chối, cầm lấy đùi cừu gặm. Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi hỏi, lão Huyền, Linh Sơn này chỉ có một mình ông thôi à? Lão Huyền nói, còn một người nữa. Diệp Huyên tò mò, ai vậy? Lão Huyền im lặng. Diệp Huyên cười, lão Huyền, ta có thể hỏi ông vài điều không? Lão Huyền vẫn không nói. Diệp Huyên hỏi luôn, lão Huyền, ở thế giới dưới chúng ta, mệnh chi là cảnh giới cao nhất được biết đến, ông có thể nói cho ta biết hệ thống cảnh giới ở nơi này của các ông không? Sau đó hắn lại xé thêm một cái đùi cừu nữa đưa cho lão Huyền. Lão Huyền cũng không từ chối, gặm vài miếng rồi đáp, vô tâm, vô niệm, vô thân, vô hồn, vô đạo, vô. Diệp Huyên hơi cau mày, vô ở đây chính là vô cảnh mà quân đạo lâm đã đạt đến hồi đó sao? Lão Huyền gật đầu. Diệp Huyên nhìn lão Huyền là cảnh giới gì vậy? Lão Huyền không đáp. Diệp Huyên cũng thức thời, không hỏi thêm nữa. Chẳng mấy chốc, hai người đã ăn sạch con cừu. Sau khi ăn xong, Diệp Huyên đứng dậy định về tháp để tu luyện. Lúc này, lão Huyền chợt hỏi, kiếm của cậu. Khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên, cuối cùng ông lão này vẫn không kìm được mà hỏi. Diệp Huyên quay người nhìn lão Huyền, nghiêm túc hỏi, lão Huyền có hứng thú với thanh kiếm này à? Lão Huyền nhìn kiếm thanh huyên trong tay hắn, nguy hiểm. Nguy hiểm. Diệp Huyên im lặng. Rất rõ ràng, sau khi lão Huyền chạm vào kiếm thanh huyên đã cảm nhận được thanh nhi tử trong thanh kiếm. Nhưng điều khiến hắn hơi khó hiểu là với thực lực của Thanh Nhi, hẳn là người khác không thể cảm nhận được muội ấy, chẳng lẽ Thanh Nhi vẫn luôn dõi theo hắn? Nghĩ đến đây, lòng Diệp Huyên chợt thấy vui vẻ. Lúc này lão Huyền chợt lên tiếng, đừng xuống núi. Nói xong, lão ta quay người rời đi. Xuống núi. Diệp Huyên quay lại nhìn xuống dưới núi, ngay sau đó hắn cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ ở trong dãy núi phía xa kia. Chấp Pháp Tông. Diệp Huyên khẽ cau mày, mẹ kiếp, Chấp Pháp Tông không định bỏ qua cho hắn đây mà. Hắn không để tâm đến Chấp Pháp Tông nữa mà quay về tiểu tháp tiếp tục tu luyện. Bên trong tiểu tháp, 20 năm sau, Diệp Huyên đã đạt đến nguyên thần cảnh. Bây giờ hắn đã luyện ra được nguyên thần. Theo lý thuyết, có nguyên thần là có thể tương đương với việc có hai mạng, nhưng hắn biết điều này vốn chẳng có ý nghĩa gì, vì đối thủ hắn gặp phải bây giờ đều quá đáng sợ. Đối phương vừa ra tay sẽ giết hắn ngay. Nguyên thần. Không tồn tại. Nếu ở Táng Vực, không gặp phải cường giả như Tuyết Sơn Vương và Cổ Sầu thì cảnh giới này vẫn rất có ý nghĩa, dù sao cũng có hai mạng. Nhưng ở nơi quái quỷ này, cảnh giới này của hắn quá yếu. Mà bây giờ, hắn đã bắt đầu chính thức tiếp cận mệnh chi. Chỉ cần đạt đến mệnh chi thì hắn sẽ có thể vươn lên. Bởi vì hắn có kiếm thanh huyên. Bên ngoài Linh Sơn. Trong một dãy núi, Cốc Nhất nhìn chằm chằm hướng Linh Sơn, sau lưng ông ta còn có ba lão già nữa, hơi thở của ba người này mạnh mẽ, hùng hậu, đều là vô tâm cảnh. Ông ta đã chờ ở đây gần nửa tháng rồi. Mà nửa tháng này, Diệp Huyên không hề xuống núi. Ý của Chấp Pháp Tông là không được lên núi. Chấp Pháp Tông cùng cực kỳ dè chừng Linh Sơn, dù sao không ai biết liệu A Đạo Linh có còn sống hay không. Hơn nữa cho dù A Đạo Linh không ở đây thì Sơn chủ Ngôn Bạn Sơn hiện nay của Linh Sơn cũng là một kẻ đáng gờm. Lúc này, một ông lão phía sau Cốc Nhất trầm giọng cất lời, Cốc Nhất trưởng lão, thiếu niên đó hình như đang tu luyện trên Linh Sơn. Cốc Nhất nhàn nhạt bảo, không sao, ở hạ giới hắn ta chỉ là mệnh thể cảnh, cho dù hắn tu luyện 100 năm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ông lão kia khẽ cau mày, người này chỉ là mệnh thể cảnh, vậy sao hắn lại giết được người của chúng ta? Cốc Nhất nhẹ giọng trả lời, nghe nói hắn có một thần vật siêu cấp,
cũng chính là thanh kiếm trong tay hắn, thanh kiếm đó mới là mục đích thực sự trong chuyến đi lần này của chúng ta. Nói đến đây, vẻ ngờ vực thoáng qua trong mắt ông ta, hắn có thể dùng thanh kiếm đó giết chết một vô tâm cảnh, hơn nữa thanh kiếm đó còn ở hạ giới, điều này có nghĩa là gì? Ông lão kia nghiêm nghị nói, đã điều tra nguồn gốc của thanh kiếm đó chưa? Cốc Nhất lắc đầu, chỉ biết thanh kiếm đó là do muội muội gì đó của hắn tạo ra. Mà chúng ta không biết gì về lai lịch của muội muội hắn cả. Nói rồi ông ta nhìn lên Linh Sơn, chờ đi, ta không tin hắn sẽ không xuống núi. Ông lão nghiêm túc bảo, lỡ như mãi mà hắn không xuống thì sao? Cốc Nhất cười khẩy, yên tâm, hắn sẽ xuống thôi. Theo như chúng ta biết, Ngôn Bạn Sơn kia sắp quay về rồi. Ngôn Bạn Sơn tính tình nóng nảy, Diệp Huyên lại là kẻ mồm mép tép nhảy, nàng ta sẽ không thích hắn đâu. Cứ chờ đi. Linh Sơn. Tiếp cận với Mệnh Chi. Mệnh Chi cảnh thật ra tương đương với việc biết trước số phận, biết được vận may và vận rủi của mình. Cảnh giới này cũng khá bí ẩn. Tuy hắn biết rất ít về cảnh giới này, nhưng hư vọng lại biết rất nhiều. Dù sao bây giờ nàng ta cũng đã là Mệnh Chi cảnh thực thụ. Hơn nữa, khi hư vọng ở nguyên thần cảnh đã nghiên cứu về cảnh giới Mệnh Chi này, vì thế nàng ta biết rất rõ về nó. Với sự giúp đỡ của hư vọng, Diệp Huyên bắt đầu tiến đến Mệnh Chi cảnh. Cũng may là đủ thánh cực tinh, nếu không hắn hoàn toàn không thể tu luyện được Mệnh Chi. Bởi vì tu luyện Mệnh Chi cảnh tiêu hao quá nhiều thiên cực tinh. Người bình thường không thể tu luyện. Cứ thế, thời gian trôi qua từng chút. 30 năm sau, Diệp Huyên khép hờ hai mắt ngồi xếp bằng dưới đất, trông hắn lúc này như vị tăng già nhập định. Ngộ. Muốn đạt đến Mệnh Chi cần phải dựa vào ngộ, ngộ ra số mạng, đây không phải chuyện đơn giản, nhưng hắn cũng không vội, vì ở trong tiểu tháp này, hắn hoàn toàn có đủ thời gian. Cứ như vậy, lại vài năm nữa qua đi, ngày hôm nay Diệp Huyên chợt mở mắt ra, hắn đứng lên, lúc này hư vọng xuất hiện trước mặt hắn, Mệnh Chi. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế. Mệnh Chi. Giờ phút này, hắn đã đạt tới Mệnh Chi cảnh. Dường như nghĩ đến điều gì, hắn nhẩm niệm, một tia kiếm quang đột ngột phóng lên trời, bay thẳng vào nơi sâu trên cửu tiêu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Một lúc sau, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp. Sau khi ra khỏi tiểu tháp, hắn đi xuống núi, lúc này, Lão Huyền đang quét sân ở bên cạnh nhìn hắn. Hơi nhíu mày, cậu định xuống núi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Lão Huyền muốn nói lại thôi. Thật ra lão cũng không phát hiện ra cảnh giới thật sự của Diệp Huyên, bởi hắn đã dùng kiếm Thanh Huyên để che giấu cảnh giới của mình. Che giấu hơi thở của mình cũng là công năng tuyệt đỉnh của kiếm Thanh Huyên. Thấy Diệp Huyên bước xuống núi, trong mắt Lão Huyền thoáng qua vẻ khó hiểu. Sao tên này lại béo lên nhỉ? Chẳng mấy chốc Diệp Huyên đã xuống chân núi. Ngay lúc hắn vừa bước ra khỏi Linh Sơn, một thời không thần bí đã bao phủ lấy hắn, cùng lúc ấy thời không xung quanh hắn cũng bị bóp méo, thoáng chốc, hắn đã bị vây giữ. Lúc này, Cốc Nhất đột nhiên xuất hiện ở nơi cách Diệp Huyên không xa, ông ta nhìn hắn cười khẩy, Diệp Huyên, ngươi. Chính lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên bay ra. Nhát kiếm này quá nhanh. Không chỉ nhanh mà còn chẳng bị lồng giam thời không đám Cốc Nhất đặt ra khống chế. Thời điểm một kiếm này bay ra, con người Cốc Nhất chợt co rút, trong lòng sợ hãi, ông ta vừa định phòng ngự thì lúc này thanh kiếm đã đột nhiên tăng tốc. Kiếm Thanh Huyên cắm thẳng vào đầu mày của Cốc Nhất. Nhìn thấy cảnh này, ba ông lão phía sau Cốc Nhất đều sững người. Không chỉ ba ông lão phía sau Cốc Nhất, mà đến Lão Huyền trên Linh Sơn cũng sửng sốt. Tên này trở nên mạnh như vậy từ lúc nào thế? Lúc này trong lòng ông ta thực sự chấn động. Bởi vì lúc trước khi Diệp Huyên vừa lên núi mới chỉ có mệnh thể cảnh, là cảnh giới cực yếu. Mà nhát kiếm vừa nãy của hắn cho thấy thực lực đã đạt tới Mệnh Chi. Mới bao lâu chứ? Trong lòng Lão Huyền càng thêm sửng sốt, tên này dùng thời gian chưa tới một tháng, từ mệnh thể lên tới Mệnh Chi. Nghịch thiên vậy sao? Không chỉ Lão Huyền mà Cốc Nhất cũng đầu óc trống rỗng. Chẳng phải nói tên này mới ở mệnh thể cảnh sao? Sao bỗng chốc lại thành Mệnh Chi rồi? Mệnh Chi thì Mệnh Chi, tại sao có thể giết chết được mình chỉ trong một giây? Cốc Nhất nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên xòe bàn tay, kiếm Thanh Huyên hút linh hồn của Cốc Nhất rồi trở lại trong tay hắn. Diệp Huyên khẽ cười, vô tâm cảnh, chỉ có thế này thôi à.
Ba ông lão còn lại đã hoàn toàn choáng váng. Ngay lúc này, Diệp Huyên lại nhìn về phía bọn họ, chấp pháp tông ở đâu? Chỉ hướng đi. Một ông lão trong số đó vô thức chỉ về bên phải. Diệp Huyên im lặng. Mẹ kiếp! Lỡ gáy to quá rồi. Diệp Huyên nhìn theo hướng ông ta chỉ, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên lóe lên. Ông lão đó biến sắc, tay phải lập tức hướng về phía trước rồi nắm lại, một luồng sức mạnh cường đại tràn ra từ trong lòng bàn tay ông ta. Kiếm thanh huyên bay vụt tới. Phụt! Kiếm thanh huyên xẹt qua lòng bàn tay ông lão, một giọt máu bắn ra. Nhưng lúc này, ông lão đã quay đầu bỏ chạy. Một ông lão khác cũng chạy trốn, biến mất không thấy bóng dáng. Chạy trốn rồi. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên im lặng. Nếu cường giả vô tâm cảnh không đấu với hắn, chỉ muốn chạy trốn, hắn muốn một giây giết chết đối phương vẫn là điều khó, trừ khi bất chợt tấn công khi đối phương không có sự chuẩn bị. Chỉ cần đối phương có phòng bị thì hắn sẽ khó có thể giết chết đối phương chỉ trong một giây. Một lúc sau, Diệp Huyên quay người đi về hướng Linh Sơn. Sau khi về lại Linh Sơn, Lão Huyền chợt hỏi, sao cậu tu luyện được nhanh như vậy? Diệp Huyên cười đáp, thiên tài. Đương nhiên hắn sẽ không tiết lộ bí mật của tiểu tháp, đùa à, công năng của tiểu tháp nghịch thiên, nếu để lộ e rằng sẽ gặp vô số phiền phức. Có của không được khoe ra. Lão Huyền nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại lấy một con cừu ra rồi nướng, sau đó hỏi, tiền bối, chấp pháp tông lão thế lực thế nào? Đã kết thù oán với chấp pháp tông thì phải tìm hiểu rõ thế lực này. Lão Huyền im lặng một lúc, không biết. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, không biết. Lão Huyền gật đầu, ta đã rất nhiều năm không xuống núi rồi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, không phải là ngày nào ông cũng ở đây quét sân đấy chứ? Lão Huyền cười đáp, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, ông quét bao nhiêu năm rồi? Lão Huyền ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời, khoảng 900 vạn năm rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Quét 900 vạn năm. Thật đáng sợ. Lão Huyền nhìn Diệp Huyên, sơn chủ sắp về rồi, cậu xuống núi đi. Diệp Huyên hơi chau mày, có phải là sơn chủ ngôn bạn sơn không? Lão Huyền gật đầu, nhà đầu đó khó tính lắm, chắc nàng sẽ không thích cậu đâu, vậy nên tốt nhất cậu hãy xuống núi đi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao lại không thích ta? Lão Huyền đáp, cậu nói nhiều quá, hơn nữa còn hay nói xàm nói bậy. Diệp Huyên. Lúc này Lão Huyền lại lên tiếng, vì sao cậu lại tới Linh Sơn của chúng ta? Diệp Huyên do dự giây lát rồi hỏi, Trung Sơn Vương bảo ta tới, nói ta hãy làm đồ đệ của bạn Sơn cô nương. Lão Huyền khẽ nhíu mày, Trung Sơn Vương. Diệp Huyên gật đầu. Lão Huyền im lặng chốc lát rồi bảo, có lẽ ông ta lừa cậu đấy. Diệp Huyên. Lão Huyền nói, tính của Sơn chủ rất nóng nảy, hơn nữa nàng sẽ không bao giờ nhận cậu làm đồ đệ đâu. Diệp Huyên nhíu mày, ta không đủ xuất sắc sao? Lão Huyền lưỡng lự vài giây, đúng là không đủ xuất sắc. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen, ông già này có biết ăn nói không thế? Lão Huyền lại bảo, đi đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, được. Nói rồi hắn đứng dậy hành lễ, quay người đi xuống núi. Nhưng chẳng bao lâu, hắn lại trở về chỗ Lão Huyền. Lão Huyền nhìn hắn hỏi, làm gì đấy? Diệp Huyên chỉ về phía xa dưới chân núi, có rất nhiều cường giả của chấp pháp tông. Lão Huyền quay đầu lại, nhìn về nơi xa dưới chân núi, không biết từ lúc nào ở đó đã có thêm hai ông lão và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc áo bào màu vàng sẫm, trong tay cầm cây trường kích. Lão Huyền nói, vô niệm cảnh. Diệp Huyên gật đầu, mạnh hơn cốc nhất vừa rồi rất nhiều. Lão Huyền nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên do dự rồi hỏi, ta có thể ở lại đây thêm vài ngày không? Chỉ 5 ngày thôi. Lão Huyền trả lời, tùy cậu. Diệp Huyên vui mừng khôn xiết, lúc này Lão Huyền lại nói, nhưng ta phải nhắc nhở cậu rằng Sơn chủ có thể trở về bất cứ lúc nào, nàng mà về thì có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối lớn. Sơn chủ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, chắc ta không xui xẻo vậy đâu. Nói xong hắn quay người đi vào nhà lá, bắt đầu tu luyện. Lần này hắn không lựa chọn tiến đến vô tâm cảnh, mà là tu luyện phi kiếm định sinh tử của mình. Lúc nãy khi ra tay, hắn phát hiện thật ra phi kiếm định sinh tử của mình còn có thể nhanh hơn nữa, nhất là khi kiếm thanh huyên đã được tăng cường sức mạnh, còn có thể xem nhẹ thời không. Nhanh. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ một từ, đó là nhanh.
nhanh đến tột cùng. Dưới Linh Sơn, người đàn ông trung niên tay cầm trường kích nhìn lên Linh Sơn, không biết đang suy nghĩ gì. Một ông lão trầm giọng cất lời, Cố trưởng lão, Linh Sơn này có ý bảo vệ Diệp Huyên đó. Cố trưởng lão vẻ mặt vô cảm, vậy ngươi có thể làm gì? Sắc mặt ông lão hơi khó coi. Bọn họ thật sự không thể làm được gì. Linh Sơn này rất ít người, chỉ có hai người, nhưng cả táng vực không có thế lực nào dám tùy tiện khiêu khích họ. Ngoài A Đạo Linh vô địch năm đó ra, Ngôn Bản Sơn cũng là cao thủ đáng gờm. Cố trưởng lão nhìn lên Linh Sơn, nhẹ giọng nói, theo như ta biết, lúc trước thiếu niên đó mới chỉ là mệnh thể cảnh, mà trong vòng nửa tháng ngắn ngủi hắn đã đạt tới mệnh chi, hơn nữa còn có thể giết chết Cốc Nhất trưởng lão trong chớp mắt. Tuy hắn giết Cốc Nhất trưởng lão khi ông ta chưa kịp chuẩn bị, nhưng cũng không đơn giản. Ông lão gật đầu, chủ yếu là thanh kiếm trong tay hắn, lúc trước chúng ta đã phân tích, Cốc Nhất trưởng lão bị giết có ba nguyên nhân. Thứ nhất là ông ta khinh địch, đánh giá quá thấp thực lực của Diệp Huyên. Thứ hai là ông ta không có lòng cảnh giác, bị Diệp Huyên giết một cách bất ngờ. Thứ ba là vì thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, thanh kiếm đó có thể xem nhẹ lao tù thời không mà Cốc Nhất trưởng lão đặt ra, thực chất mấu chốt vẫn nằm ở thanh kiếm đó. Thanh kiếm ấy thực sự đặc biệt. Cố trưởng lão khẽ nói, khó có thể tưởng tượng được thế giới phía dưới lại có thể xuất hiện thanh kiếm đáng sợ thế này. Ông lão gật đầu, chúng ta cũng đang nỗ lực hết sức để điều tra nguồn gốc của thanh kiếm này. Cố trưởng lão nhìn ông lão đó, điều tra được gì chưa? Ông lão nghiêm nghị đáp, thanh kiếm này do một cô gái tạo ra, mà cô gái đó nghe nói là muội muội của Diệp Huyên. Cố trưởng lão cau mày, chỉ vậy thôi. Ông lão gật đầu, chúng ta đã điều tra rất nhiều về chuyện của Diệp Huyên rồi, nhưng cô gái váy trắng đó. Cố trưởng lão nói tiếp, không thể điều tra được người này. Ông lão gật đầu, không thể điều tra, nhưng chúng ta nhận được một tin đó là nghe nói lấy được kiếm trong tay Diệp Huyên là có thể thông qua nó cảm nhận được cô gái váy trắng. Cố trưởng lão nhíu mày, có thể như vậy sao? Ông lão gật đầu, đúng thế. Chỉ cần cầm thanh kiếm trong tay là có thể thông qua nó cảm nhận được người đã tạo ra thanh kiếm. Cố trưởng lão khẽ gật đầu, hiểu rồi. Trên Linh Sơn, trong tiểu tháp, ngày nào Diệp Huyên cũng điên cuồng tu luyện phi kiếm định sinh tử, để kiếm của mình đạt đến cực hạn, hắn đã tiến vào vực sâu thời không của thời không thần bí để tu luyện. Mà khi tu luyện ở trong đó, hắn phát hiện có hiệu quả ngoài dự đoán. Trong vực sâu thời không của thời không thần bí ấy, mật độ thời không vô cùng dày, tốc độ của kiếm thanh huyên ở trong vực sâu của thời không thần bí này khác với khi ở ngoài, ở trong này, tốc độ kiếm của nó chậm hơn rất nhiều lần. Thật ra, Diệp Huyên cũng hơi khó hiểu, theo lý thuyết thì kiếm thanh huyên có thể xem nhẹ thời không thần bí này, tại sao ở trong vực sâu thời không này nó lại chậm hơn? Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng cứ tu luyện trước đã rồi tính. Mà hắn cũng để cho hư vọng luyện cùng, dạy cả phi kiếm định hồn này cho hư vọng. Hắn dạy hết cho nàng ta, không giữ lại chút gì. Dù sao cũng là người của mình. Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Thời gian tiếp theo đó, ngày nào Diệp Huyên cũng điên cuồng tu luyện, ở trong vực sâu thời không, tốc độ phi kiếm của hắn cũng càng ngày càng nhanh. Mục tiêu của hắn là tu luyện để cho phi kiếm ở trong vực sâu thời không cũng nhanh được như ở ngoài. Nếu hắn có thể luyện được tốc độ của kiếm nhanh như ở ngoài thì sau khi hắn ra khỏi thời không thần bí này, tốc độ phi kiếm của hắn ở ngoài. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên không tự chủ được thấy hứng thú. Cứ như vậy, ngày qua ngày, trong nháy mắt đã hơn 10 năm trôi qua. Sau hơn 10 năm khổ luyện, tốc độ phi kiếm của Diệp Huyên đã nhanh như ở ngoài. Ra khỏi vực sâu thời không, Diệp Huyên nhẩm niệm, kiếm đột nhiên xuất hiện ở nơi cách xa vạn trượng. Nhìn kiếm thanh huyên cách xa vạn trượng, khóe miệng Diệp Huyên nhếch lên, nụ cười dần lan ra. Cuối cùng hắn không nhịn được bật cười lớn tiếng. Tốc độ phi kiếm hiện tại của hắn đã nhanh hơn trước ít nhất mấy lần. Nếu bây giờ để hắn đối đầu với vô tâm cảnh, hắn hoàn toàn tự tin có thể giết được đối phương trong một giây, cho dù đối phương có phòng bị cũng vậy. Vô địch rồi. Diệp Huyên bật cười ha hả. Lúc này tiểu tháp lên tiếng, tiểu chủ, ta dám dùng đầu của chủ nhân để thề, chắc chắn người không thể ngầu được quá 3 giây. Nụ cười của Diệp Huyên cứng lại, tiểu tháp, ngươi ngông cuồng lắm rồi đấy nhé. Bây giờ ngươi thật sự không coi phụ thân ra gì rồi à? Tiểu tháp nghiêm nghị đáp, ta vẫn rất tôn trọng chủ nhân mà. Với lại, ta đã được thiên mệnh tỷ tỷ cải tạo rồi. Diệp Huyên lắc đầu. Chết tiệt,
tiểu tháp này sớm muộn gì cũng bị phụ thân đánh nát cho coi. Hắn còn không dám mang Thanh Nhi ra để uy hiếp phụ thân, mà tiểu tháp này lại ngày nào cũng muốn mang Thanh Nhi ra lên mặt với ông ấy, đúng là càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường đi đến với cái chết. Diệp Huyên mặc kệ tiểu tháp, đi ra khỏi nó rồi xuống núi. Lúc này Lão Huyền nhìn Diệp Huyên, người che giấu hơi thở của mình rồi à? Diệp Huyên gật, đúng vậy. Lão Huyền nhìn hắn, người đàn ông trung niên cầm đầu dưới kia là vô niệm cảnh, người biết vô niệm cảnh không? Diệp Huyên bật cười, một đám kiến hôi. Nói xong hắn sải bước xuống núi, thể hiện khí thế vô địch. Lão Huyền. Không bao lâu, Diệp Huyên đã tới chân núi, hắn nhìn cố trưởng lão trước mặt, vốn định ra tay nhưng phát hiện cố trưởng lão đang nhìn mình chằm chằm. Không chỉ vậy, trước mặt ông ta có một sức mạnh đáng sợ phòng thủ. Không phải lực lượng thời không? Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống. Chết tiệt! Ông ta cảnh giác với hắn đến mức này. Đúng lúc này, cố trưởng lão lên tiếng, Diệp Huyên, chúng ta muốn gặp người phía sau ngươi. Diệp Huyên vô thức hỏi, ai? Cố trưởng lão nhìn hắn, phía sau ngươi có mấy người? Diệp Huyên đáp, ba, đại ca của ta, phụ thân của ta, muội muội của ta. Cố trưởng lão nhìn hắn không rời mắt, chúng ta muốn gặp muội muội ngươi, chính là cô gái đã tạo ra thanh kiếm đó cho ngươi ấy. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi bảo, yêu cầu này của các ông, khiến ta nhớ đến một người. Cố trưởng lão nhíu mày, ai? Phải công nhận rằng Diệp Huyên hơi ngạc nhiên. Chủ động tìm Thanh Nhi. Không ngờ đối phương lại có yêu cầu này. Thật sự quá bất ngờ. Cố trưởng lão lại nói, chúng ta muốn gặp người phía sau ngươi, có được không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, các ông muốn làm gì? Cố trưởng lão bật cười, làm gì? Sao? Cậu sợ chúng ta gây bất lợi cho người phía sau cậu à? Cậu yên tâm, chúng ta sẽ không làm thế đâu, chúng ta chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi. Diệp Huyên không nói gì, nhưng vẻ mặt lại hơi lo lắng, tuy chỉ trong chốc lát nhưng vẫn bị phía cố trưởng lão nhìn thấy. Hoảng rồi. Cố trưởng lão khẽ nhếch môi, Diệp Huyên, người yên tâm, ta đảm bảo với ngươi một lần nữa, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho người phía sau ngươi đâu, đương nhiên tiền đề là các ngươi có thể phối hợp với chúng ta. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại Linh Sơn. Lúc này cố trưởng lão chợt nói, trốn về Linh Sơn. Diệp Huyên, người nghĩ xem, Linh Sơn thật sự sẽ vì ngươi mà trở thành kẻ thù không đội trời chung với chấp pháp tông của ta sao? Hơn nữa, ngươi chạy được một lúc chứ chạy được cả đời không? Diệp Huyên nhìn ông ta, ta đưa kiếm ra, các ông thật sự sẽ thả ta đi. Cố trưởng lão nhìn hắn, ừ. Diệp Huyên nghiêm nghị nói, ông thề đi. Cố trưởng lão suy nghĩ giây lát rồi bảo, ta thề, chỉ cần ngươi giao kiếm ra thì chấp pháp tông ta sẽ không gây chuyện với ngươi, nếu vi phạm thì thần hồn của ta sẽ bị tiêu diệt. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên dần thả lỏng, hắn do dự giây lát rồi xòe tay, kiếm Thanh Huyên chậm chậm bay tới trước mặt cố trưởng lão. Nét hưng phấn thoáng qua trong mắt cố trưởng lão, ông ta cầm lấy kiếm Thanh Huyên, từ từ nhắm hai mắt lại, dần dần, thời không xung quanh lặng lẽ biến mất không tiếng động. Hiển nhiên là Diệp Huyên đã trao quyền sử dụng cho ông ta. Sau một hồi, cố trưởng lão hứng khởi nói, thần kiếm. Thật sự là thần kiếm. Diệp Huyên hỏi, ta đã đi được chưa? Cố trưởng lão nhìn hắn, đi, đi đâu? Diệp Huyên nói lại, ông đã nói nếu ta giao kiếm ra thì chấp pháp tông các ông sẽ không nhầm vào ta nữa mà. Cố trưởng lão cười, ai nói chúng ta muốn nhầm vào ngươi? Chúng ta chỉ muốn mời ngươi tới chấp pháp tông làm khách thôi. Vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi dữ tợn, ông nói lời không giữ lời. Cố trưởng lão bật cười lớn tiếng, Diệp Huyên, ngươi làm ta buồn cười chết mất. Cứ tưởng ngươi là nhân tài kiệt xuất, không ngờ ngươi lại ngốc như thế này. Cốc nhất chết oan quá. Diệp Huyên nắm chặt hai tay, trông hắn như con trâu được nổi giận, người phía sau ta sẽ không tha cho ông đâu. Cố trưởng lão nhìn kiếm Thanh Huyên, khẽ cười, ngươi đang nói cô gái đó sao? Diệp Huyên gật đầu. Cố trưởng lão cười to, nào, để ta xem cô gái váy trắng phía sau ngươi là thần thánh phương nào. Nói xong ông ta cầm kiếm Thanh Huyên, bắt đầu cảm nhận. Diệp Huyên nhìn chằm chằm cố trưởng lão, nàng sẽ giết chết ông. Cố trưởng lão cười khinh thường, giết ta. Nực cười, ngươi có biết ta ở cảnh giới nào không? Ta là vô tâm cảnh đấy, ta. Phụt. Đúng lúc này, một tia kiếm quang từ trên trời phóng xuống. Cố trưởng lão chợt im bặt.
Nét mặt ông ta cứng đờ. Mấy ông lão phía sau ông ta thì thẳng thốt, như đã hóa đá. Trên Linh Sơn, lão Huyền chợt ngẩng đầu nhìn về nơi sâu trên tinh không, nhưng lão không nhìn thấy gì. Dần dần, nét mặt lão trở nên nghiêm nghị. Diệp Huyền đi tới trước mặt cố trưởng lão, nói vào tai ông ta, ông vừa nói gì nhỉ? Vô tâm cảnh, mẹ kiếp, vô tâm cảnh mà yếu thế này hả? Một kiếm cũng không đỡ nổi. Cố trưởng lão. Diệp Huyền chớp chớp mắt, vô tâm cảnh này của ông không phải là hàng dỏm đấy chứ? Diệp Huyền nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn chứa đồ trên ngón tay cố trưởng lão ra, cốc nhất trưởng lão chết có oan không? Cố trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang định nói thì thấy hắn cầm kiếm Thanh Huyền chém vụt ra. Phụt! Linh hồn của cố trưởng lão đã bị kiếm Thanh Huyền hấp thu. Phía xa, mấy trưởng lão của chấp pháp tông đang định bỏ chạy thì lúc này, Diệp Huyền thầm nhẩm niệm. Phụt phụt! Kiếm Thanh Huyền xuyên qua, đầu của hai ông lão từ từ rơi xuống. Gọn gàng, dứt khoát, Diệp Huyền cất nhẫn chứa đồ của hai ông lão đi, quay người đi lên Linh Sơn. Lão Huyền nhìn hắn, cậu lại mạnh lên rồi. Diệp Huyền cười đáp, cho ta 10 năm, thế gian không còn ai là đối thủ của ta nữa. Lão Huyền. Diệp Huyền bước vào một gian nhà lá, nhìn ba nhẫn chứa đồ trong tay, bên trong đó có ba thần mạch. Thời gian này hắn đã biết, ở đạo lâm giới này, đơn vị tiền tị thông dụng nhất thực ra là thần cực tinh. Vì nó rất hữu ích đối với cường giả vô tâm cảnh và trên vô tâm cảnh, còn thánh mạch không có bao nhiêu tác dụng đối với vô tâm cảnh, đây cũng là lý do vì sao người của đạo lâm giới không cướp đoạt tài nguyên của thế giới bên dưới. Trong nhẫn chứa đồ còn có gần 10 vạn viên thần cực tinh. Diệp Huyền cất nhẫn đi, đứng dậy đi ra ngoài, hắn nhìn xuống dưới núi, dưới đó đã không còn người của chấp pháp tông nữa. Lúc này, lão Huyền bên cạnh chợt hỏi, phải đi rồi à? Diệp Huyền gật đầu, vâng. Lão Huyền nhìn hắn, đã nghĩ xem nên đi đâu chưa? Diệp Huyền lắc đầu. Đây là lần đầu tiên hắn đến đạo lâm giới, vẫn còn xa lạ với nơi này. Lão Huyền nhìn hắn, ta giới thiệu cho ngươi một chỗ nhé. Diệp Huyền lắc đầu, không cần. Nói xong hắn đứng dậy, lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đặt trước mặt Lão Huyền. Lão Huyền, trong này có 5 vạn viên thần cực tinh, cảm ơn Linh Sơn đã bảo vệ ta suốt thời gian qua. Ta sẽ ghi nhớ ân tình này. Nói xong hắn đi xuống núi. Hắn đã liên tiếp giết mấy người của chấp pháp tông, đây là tử thù. Nếu tiếp tục ở lại đây sẽ chỉ liên lụy Linh Sơn, tuy người ta không sợ chấp pháp tông, nhưng không có nghĩa là sẽ vì hắn mà trở thành kẻ thù của bọn họ. Lão Huyền nhìn Diệp Huyền đi xuống núi, không nói lời nào. Sau khi xuống khỏi Linh Sơn, Diệp Huyền nhìn xung quanh, giây tiếp theo, hắn chợt biến mất. Mà sau khi Diệp Huyền đi không lâu thì một cô gái xuất hiện dưới Linh Sơn, nàng ta mặc một chiếc váy sơn giã, mái tóc dài xõa tung sau lưng, trong tay cầm một chiếc ô bằng tre. Sau khi cô gái ấy lên núi, Lão Huyền vội vàng đứng dậy hành lễ, sơn chủ. Cô gái quay đầu liếc nhìn phía cuối chân trời, hơi thở của cường giả. Lão Huyền lại hành lễ, kể lại sự việc lúc trước một lượt. Cô gái im lặng chốc lát rồi gật đầu, ta biết rồi. Nói rồi nàng ta đi về phía nhà lá. Lão Huyền trần trừ giây lát rồi bảo, sơn chủ, thanh kiếm trong tay thiếu niên ấy rất phi thường. Cô gái không quay đầu lại, không liên quan đến chúng ta. Nói xong nàng ta đi vào nhà lá, đóng cửa lại. Lão Huyền ở bên ngoài cười khổ. Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra, cô gái xuất hiện trước mặt Lão Huyền, có thể xem nhẹ thời không? Lão Huyền gật đầu. Cô gái im lặng giây lát rồi đi xuống núi. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi Linh Sơn, hắn cũng không đi nơi nào khác mà là đi thẳng tới chấp pháp tông. Hắn rất rõ sau khi mình rời khỏi Linh Sơn, chấp pháp tông sẽ không bỏ qua cho mình, mà hắn cũng chẳng thể trốn chạy, dù sao hắn không quen thuộc nơi này, biết trốn đi đâu. Vì vậy hắn lựa chọn chủ động đi tìm chấp pháp tông. Chẳng phải các ngươi muốn giết ta sao? Ta chủ động tới. Nói làm là làm. Diệp Huyền ngự kiếm di chuyển, không bao lâu, hắn đã tới chấp pháp tông. Chấp pháp tông nằm trong một dãy núi, xung quanh được bao quanh bởi toàn là núi, môn phái được xây dựng trên ngọn núi cao nhất, nhìn từ dưới lên, núi cao ẩn vào trong mây, không nhìn thấy đỉnh núi. Diệp Huyền đi tới dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, cười bảo, chấp pháp tông, chẳng phải các ngươi muốn giết ta sao? Bây giờ ta đã ở đây, sao không có ai tới? Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền.
ông lão đó mặc áo bào đen, hai tay chắp ở sau lưng, khuôn mặt như người chết, không có chút cảm xúc nào. Diệp Huyên nhìn ông ta rồi cười bảo, gọi tông chủ các ông ra đây. Ông lão áo bào đen nói, chính là ta đây. Nghe thế, Diệp Huyên ngẩn người. Mới thế nào mà tông chủ đã ra rồi à? Ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyên, không lên tiếng. Diệp Huyên cười nói tiếp, chẳng phải chấp pháp tông của ông muốn giết ta sao? Tới đi, ta đang ở đây rồi, giết ta đi. Ông lão áo bào đen vẫn không nói gì. Diệp Huyên cau mày, dường như có gì đó không đúng, như phát hiện ra điều gì, hắn chợt quay người lại nhìn, trên một tảng đá không xa sau lưng hắn, không biết đã có một cô gái từ bao giờ. Cô gái mặc váy sơn giã, tay cầm chiếc ô tre. Đây là ai? Diệp Huyên hơi khó hiểu. Lúc này ông lão áo bào đen chợt lên tiếng, sơn chủ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, xin sơn chủ lượng thứ. Sơn chủ, khóe miệng Diệp Huyên giật giật, hắn biết thân phận của cô gái này rồi. Sơn chủ của Linh Sơn Ngôn Bạn Sơn. Ngôn Bạn Sơn đột ngột đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Huyên, đi theo ta. Nói xong nàng ta quay lưng bỏ đi. Diệp Huyên do dự, hay là chúng ta tiêu diệt chấp pháp tông đã rồi đi. Nghe vậy, ông lão áo bào đen cau mày nhìn Diệp Huyên, vẻ bình tĩnh trong mắt đã trở nên lạnh lẽo. Ngôn Bạn Sơn dừng bước, quay lại nhìn Diệp Huyên, ngươi diệt đi, ta xem. Nói xong nàng ta đi đến bên cạnh ngồi xuống, nhìn Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên, diệt đi, ta đang xem đây. Diệp Huyên, mà ông lão áo bào đen cũng đang nhìn hắn. Ông ta dè chừng Ngôn Bạn Sơn, nhưng chấp pháp tông thật sự không sợ Ngôn Bạn Sơn, dù sao nàng ta cũng chỉ có một mình. Đương nhiên ông ta cũng không muốn động đến cô gái này, hiện tại nàng ta là một trong ba cao thủ mạnh nhất được đạo lâm giới công nhận. Điều quan trọng nhất là nàng ta thật sự cô đơn lẻ bóng. Nhân tài kiểu này là đáng sợ nhất, vì nàng ta không có gánh nặng nào, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Chấp pháp tông cũng không thể tới san bằng Linh Sơn được mà phải không? Cho dù có thể thì cũng không dám. Tổ tiên của Linh Sơn là ai? Là A Đạo Linh đấy, một cường giả siêu cấp. Điều quan trọng nhất là nếu Ngôn Bạn Sơn có thể gọi được tổ tông. Đúng lúc này, Ngôn Bạn Sơn chợt bảo tiêu diệt đi. Ông lão áo bào đen nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử muốn tiêu diệt chấp pháp tông của ta. Được, tới đây, toàn bộ tông ta đều đang chờ. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, tông chủ, ta có một thanh kiếm Thanh Huyên, ông có muốn xem thử không? Nói xong hắn đưa kiếm Thanh Huyên cho ông ta xem, rất thú vị đó, ông xem thử đi. Ông lão áo bào đen. Xem thử. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên trước mặt, ông ta rất muốn một tát đánh chết cái tên làm màu này. Nhưng ông ta không rõ thái độ của Ngôn Bạn Sơn. Nếu ông ta ra tay mà nữ nhân này lại bảo vệ, thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Đánh hay là không? Đánh, chấp pháp tông thật sự không muốn gây chuyện với nữ nhân này, còn nếu không đánh thì thật sự rất mất mặt. Khi đó, chấp pháp tông sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông lão áo đen hơi đau đầu. Lúc này, Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên, hắn xoay người đi tới trước mặt Ngôn Bạn Sơn, cười nói, chúng ta đi thôi. Đương nhiên hắn biết sở dĩ đối phương không ra tay là vì Ngôn Bạn Sơn, hắn phải có chừng có mực. Nếu không lát nữa không thể kết thúc chuyện này thì sẽ rất mất mặt. Làm ra vẻ cũng phải có chừng mực. Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên, sau đó đứng dậy rời đi. Lúc này, ông lão áo đen chợt cất lời, Diệp công tử. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía ông lão, ông ta nhìn hắn, chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu. Diệp Huyên cười nói, nếu ông không phục thì đến tiêu diệt Linh Sơn của ta đi, Linh Sơn của ta luôn chờ đợi ông. Ông lão áo đen. Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên bằng nét mặt khó chịu, nhưng nàng ta không nói gì nhiều, một lát sau, hai người biến mất ở cuối chân trời xa xôi. Ông lão áo đen nhìn theo Diệp Huyên với nét mặt bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau đó, ông ta đột nhiên biến mất. Cuối chân trời xa xôi, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên dừng lại, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, mở lòng bàn tay ra kiếm. Diệp Huyên nhìn nàng ta, sau đó đưa kiếm Thanh Huyên cho nàng ta. Ngôn Bạn Sơn nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, một lát sau, nàng ta trả nó lại cho Diệp Huyên, theo ta đến một nơi. Diệp Huyên hơi do dự, bèn hỏi, nơi nào? Nhưng Ngôn Bạn Sơn lại không nói gì, cứ thế dẫn theo hắn biến mất.
Diệp Huyên cảm thấy hoa mắt một lúc, vô số tia sáng trắng lướt qua trước mặt, sau đó, hắn chợt cảm thấy hai chân chạm đất, đầu óc thì nặng nề như đổ chì. Diệp Huyên lắc đầu thật mạnh, sau đó nhìn về phía Ngôn Bạn Sơn bên cạnh, tỏ vẻ khiếp sợ. Thực lực của người phụ nữ này thật đáng sợ. Ngôn Bạn Sơn nhìn về phía xa, ánh mắt hơi mờ mịt. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, hắn và Ngôn Bạn Sơn đang đứng trên một vách đá, đối diện vách đá là một ngọn núi, trong lòng núi có một cánh cửa đá. Diệp Huyên hơi tò mò, nơi này là... Ngôn Bạn Sơn xoay người nhìn Diệp Huyên, cho ta mượn kiếm của ngươi. Diệp Huyên cũng không từ chối, hắn đưa kiếm cho Ngôn Bạn Sơn. Ngôn Bạn Sơn cầm lấy kiếm Thanh Huyên, sau đó nhìn về phía xa, một khắc sau, nàng ta tiến lên một bước, đã lập tức xuất hiện trước cửa đá, thời không sau lưng nàng ta thì dao động như mặt nước. Diệp Huyên cũng vội vàng đi theo, nhưng khi đến gần cửa đá, trước mặt hắn chợt xuất hiện một thời không kỳ lạ. Diệp Huyên giật mình, vội vàng sử dụng thời không thần bí, để nó trấn áp thời không kỳ lạ kia. Đến lúc này, vẫn chưa có thời không nào có thể sánh bằng thời không thần bí mà Thanh Nhi để lại cho hắn. Diệp Huyên an toàn đi tới trước cửa đá, lúc này, Ngôn Bạn Sơn vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Diệp Huyên sờ mặt mình, tỏ vẻ khó hiểu, sao vậy? Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên, nàng ta hơi nhíu mày, người có thể đi tới đây. Diệp Huyên cười hỏi, vì sao ta không thể chứ? Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên một lúc lâu rồi mới nói, không có gì. Nói xong, nàng ta đi tới trước cửa đá, lúc này, cửa đá chợt rung lên, sau đó, nó biến thành một vòng xoáy kỳ lạ. Ngôn Bạn Sơn quay đầu hỏi Diệp Huyên, kiếm này coi thường tất cả thời không sao? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cô muốn làm gì? Ngôn Bạn Sơn chỉ về phía cánh cửa kia, cánh cửa này ngưng tụ từ một thời không đặc biệt, trong thời không có lực lượng nghiền nát đáng sợ, người ngoài đi vào trong, thân thể chẳng những bị nghiền nát trong nháy mắt mà cả thần hồn cũng sẽ biến thành phấn vụn. Diệp Huyên ngạc nhiên, ngay cả cô cũng không chịu được sao? Ngôn Bạn Sơn lắc đầu, không được. Diệp Huyên khó hiểu, nhưng theo ta được biết thì cô có thể vượt lên trên thời không mà, không phải sao? Ngôn Bạn Sơn nói, thế phải xem thời không là do ai bố trí. Diệp Huyên trầm giọng nói, cửa đá này là do sư tôn của cô để lại à? Ngôn Bạn Sơn gật đầu. A Đạo Linh. Nghe vậy, nét mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, hắn không hề xa lạ với A Đạo Linh này, đây là một nhân vật truyền kỳ ngang ngửa với Quân Đạo Lâm. Chẳng lẽ A Đạo Linh ở phía sau cánh cửa đá này? Lúc này, Ngôn Bạn Sơn lại hỏi, thanh kiếm này thật sự có thể bỏ qua tất cả thời không sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Hắn rất tin tưởng Thanh Nhi. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, một khắc sau, nàng ta đâm kiếm về phía trước. Kiếm Thanh Huyên đâm vào trong vòng xoáy thời không. Oanh! Vòng xoáy thời không bắt đầu rung động, sau đó, nó dần trở nên hư ảo trong suốt. Thấy cảnh này, nét mặt Ngôn Bạn Sơn thay đổi. Thanh kiếm này thật sự có thể bỏ qua mọi thời không? Nghĩ đến chuyện này, nàng ta không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, lúc này, nàng ta hơi tò mò về lai lịch của hắn. Lúc này, vòng xoáy thời không chợt biến mất, một lối đi lát đá xuất hiện trước mặt hai người. Ngôn Bạn Sơn vội trả kiếm lại cho Diệp Huyên, sau đó đi vào trong. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên, vội vàng đi theo. Hai người đi xuống thềm đá. Chẳng mấy chốc, hai người đã đi tới một hang núi rất rộng lớn, bốn phía nạm ngọc thạch lấp lánh, vì thế, tầm nhìn trong hang núi rất tốt, mà bên trong còn có mùi thơm thoang thoảng bay ra. Lúc này, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên dừng lại, nàng ta nhìn về phía có một cỗ quan tài ở cách đó không xa. Nhìn thấy quan tài, Ngôn Bạn Sơn thoáng sửng sốt, sau đó, tay phải của nàng ta bắt đầu run rẩy, chẳng những thế, sắc mặt nàng ta cũng hơi tái nhợt. Thấy cảnh này, Diệp Huyên nhíu mày, chẳng lẽ A Đạo Linh đã chết rồi? Lúc này, quan tài đột nhiên biến mất, một cô gái xuất hiện trước mặt Ngôn Bạn Sơn và Diệp Huyên. Cô gái mặc váy trắng, mái tóc dài thắt thành đuôi sam, trông khá là hoạt bát. Nhìn thấy cô gái, Ngôn Bạn Sơn hơi ngây người, sau đó cung kính hành lễ, run rẩy nói, Sư Tôn. Sư Tôn! Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt, người trước mặt là siêu cấp yêu nghiệt A Đạo Linh sao? Nhưng hắn phát hiện người phụ nữ trước mặt không phải bản thể. A Đạo Linh nhìn Ngôn Bạn Sơn trước mặt, cười tươi nói, Tiểu Bán Sơn, vào khoảnh khắc nhìn thấy quan tài, có phải ngươi cho rằng vi sư đã chết rồi không? Ha ha!
Ngôn Bạn Sơn nhìn A Đạo Linh, nét mặt vô cùng kiên định, không ai có thể giết chết sư tôn cả. A Đạo Linh cười to, sau đó nói, tiểu Bạn Sơn, ngươi khiến ta khá bất ngờ đấy, vì đáng lẽ ngươi phải đạt tới bán bộ vô cảnh mới có thể phá giải cánh cửa thời không ta bố trí. Nhưng bây giờ ngươi vẫn chỉ là vô đạo cảnh. Ngôn Bạn Sơn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, là nhờ thanh kiếm trong tay hắn. A Đạo Linh nhìn Diệp Huyên, cười như không cười, Diệp Huyên vội cung kính hành lễ, chào tỷ tỷ. Ngôn Bạn Sơn, tỷ tỷ. A Đạo Linh chớp mắt, nụ cười hơi kỳ lạ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Diệp Huyên vội giải thích, thật không giấu gì tỷ, ta đã ở Linh Sơn được một khoảng thời gian, ta ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, hôm nay được gặp, ta kích động nên nói không lựa lời, xin tiền bối thứ lỗi. A Đạo Linh lắc đầu cười, nụ cười vô cùng rực rỡ, tiểu tử dẻo mồm, miệng lưỡi ghê gớm thật đấy. Nói xong, bà ấy mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên bay vào tay bà ấy. Nhìn thấy kiếm thanh huyên, nụ cười trên mặt A Đạo Linh dần biến mất, trong mắt lộ vẻ nặng nề hiếm có. Một lúc lâu sau đó, A Đạo Linh nhìn Diệp Huyên, thanh kiếm này là do ai chế tạo? Diệp Huyên đáp, muội muội của ta. A Đạo Linh nhíu mày, muội muội của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. A Đạo Linh im lặng một lát rồi cười hỏi, ngươi nói ngươi ngưỡng mộ ta. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó đáp, đúng thế. Ta ngưỡng mộ tiền bối. A Đạo Linh cười to, khi nãy không phải ngươi gọi ta là tỷ tỷ sao? Được thôi, ta sẽ nhận đệ đệ là ngươi. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ngôn Bạn Sơn. A Đạo Linh chớp mắt, thế nào, ngươi không đồng ý sao? Diệp Huyên vội đáp, đồng ý. Vô cùng đồng ý, chào tỷ tỷ. A Đạo Linh cười to, bà ấy quan sát kiếm thanh huyên của Diệp Huyên thêm một lúc, sau đó cười hỏi, tiểu tử, ngươi có biết trong thanh kiếm này chứa đựng cái gì không? Diệp Huyên trầm giọng đáp, thời không chi đạo. A Đạo Linh lắc đầu, chỉ là một thứ trong đó mà thôi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, vẫn còn thứ khác sao? A Đạo Linh gật đầu, còn có một lực lượng thần bí không biết tên, nhưng đã bị phong ấn rồi, có điều nếu thanh kiếm này lại mạnh hơn một bậc thì lực lượng này sẽ được mở phong ấn. Đương nhiên với thực lực của ngươi bây giờ, e rằng sẽ khó điều khiển được nó. Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không sao. Dù sao bây giờ ta vẫn chưa cần sử dụng ngoại vật. Ta cũng không hay sử dụng thanh kiếm này. Tiểu hồn. A Đạo Linh cười to, tiểu tử, ngươi đúng là biết điều, tính cách của ngươi rất hợp với ta. Dứt lời, bà ấy mở lòng bàn tay, kiếm thanh huyên bay về lại trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên cất kiếm thanh huyên, hắn thoáng do dự, sau đó nói, tỷ tỷ, ta có thể hỏi tỷ một chuyện không? A Đạo Linh khẽ mỉm cười. Ngươi muốn hỏi ta và người chế tạo ra thanh kiếm này ai mạnh ai yếu, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. A Đạo Linh cười nói, một thanh kiếm nàng tiện tay chế tạo đã có thể phá hỏng thời không do ta bố trí, ngươi nói thử xem. Diệp Huyên muốn nói lại thôi. Thật ra, điều hắn muốn hỏi nhất là A Đạo Linh có thể cảm nhận được thực lực thật sự của Thanh Nhi không? Từ sau khi đi tới đạo lâm giới này, hắn cảm thấy có lẽ thế giới này đã gần với Thanh Nhi và phụ thân rồi. Vì lúc trước Thanh Nhi và phụ thân không có cảnh giới, mà vô cảnh của đạo lâm giới rất tương tự với không có cảnh giới mà Thanh Nhi và phụ thân nói. Nhưng hắn vẫn không hỏi, vì chuyện này quá đường đột. Nói chuyện hay đối nhân xử thế cũng đều phải có chừng mực. Lúc này, Ngôn Bạn Sơn đột nhiên hỏi, sư tôn, người đã đi những đâu rồi? A Đạo Linh nhìn sang Ngôn Bạn Sơn, cười đáp một nơi rất vui. Ngôn Bạn Sơn muốn hỏi gì đó. Nhưng A Đạo Linh lại lắc đầu, đợi khi thực lực của ngươi đủ rồi thì ngươi sẽ biết. Bây giờ ngươi biết những điều đó cũng không có ý nghĩ gì cả. Ngươi chỉ cần hiểu một điều, đó là cố gắng tu luyện, đạt tới vô cảnh. Ngôn Bạn Sơn gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Lúc này, A Đạo Linh mở tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Ngôn Bạn Sơn, thứ trong chiếc nhẫn này có thể giúp được cho ngươi, nếu cơ duyên của ngươi đến, có lẽ ngươi sẽ có thể đạt đến vô cảnh. Nói xong, bà ấy quan sát Ngôn Bạn Sơn một lúc rồi cười nói, nền tảng của ngươi rất vững chắc, muốn đạt tới vô cảnh cũng không quá khó. Vô cảnh. Con ngươi của Ngôn Bạn Sơn thoáng co lại, có nghĩa là, sư tôn đã đạt tới vô cảnh rồi sao? Diệp Huyên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng vẫn luôn có tin đồn A Đạo Linh đã đạt tới vô cảnh, nhưng không ai biết đó là thật hay giả, bây giờ xem ra rõ ràng đối phương đã đạt đến vô cảnh rồi.
A Đạo Linh nhếch môi, người biết vì sao năm đó ta muốn rời đi không? Ngôn Bạn Sơn im lặng một lát rồi run rẩy nói, lúc sư tôn rời đi, người đã đạt đến vô cảnh rồi. A Đạo Linh gật đầu, đúng thế, khi đạt tới vô cảnh, người sẽ thấy khá nhàm chán, vì người bên cạnh người sẽ tựa như những con kiến vậy. Chênh lệch giữa vô cảnh và dưới vô cảnh quá lớn đến mức độ nào? Chính là một trời một vực, sau khi đạt tới vô cảnh, người sẽ phát hiện mọi thứ xung quanh đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì người chính là một tồn tại vô địch, đương nhiên không cần phải lo, cảm giác nhàm chán này sẽ nhanh chóng biến mất. Vì người sẽ phát hiện ra một vùng đất mới. Diệp Huyên tò mò, vùng đất mới gì? A Đạo Linh cười nói, con người cũng giống như một tế bào nho nhỏ trong cơ thể chúng ta vậy, người hiểu ý ta chứ? Mẹ kiếp! Lúc này, Tiểu Tháp chợt quát to, cái này mà nàng ta cũng biết. Diệp Huyên nhíu mày, hỏi trong lòng, người biết sao? Tiểu Tháp trầm giọng đáp, ít nhất nữ nhân này đã biết được cơ cấu hình thành sinh mệnh rồi. Lúc này, A Đạo Linh cười nói, trong cơ thể ngươi có một tiểu tháp sao, thú vị đấy. Diệp Huyên ngạc nhiên, tiền bối có thể nghe nó nói chuyện ư. A Đạo Linh cười như không cười, ngươi đoán xem. Diệp Huyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 176.